chào các bạn. Các bạn hãy nhanh tay vào xem livestream này đi nào. Nhanh tay vào xem livestream này nhé. Hôm nay sẽ có chương trình khuyến mãi giảm 50% rất là hot. Những bạn hôm qua trông chờ thì nhanh tay vào xem chương trình livestream này nha. Hôm nay thì shop Happy House sẽ giảm 50% cho các bạn like và share. Vì thế các bạn hãy nhanh tay vào tham gia chương trình khuyến mãi này đi nào. Hello Hồng Quỳnh Liên, shop 47 ạ. Các bạn ơi, các bạn đến shop thử trực tiếp cũng được nha. Xin chào. Các bạn ơi, các bạn xem livestream nhớ share giúp mình nè. Cảm ơn Hồng Quỳnh Liên nhé. Các bạn ơi, xem livestream thì nhớ share giúp mình nha để được tham gia chương trình khuyến mãi cực hot là giảm 50% tại shop. Hôm nay sẽ có những mặt hàng giảm 50% nha. Xin chào Ngọc Ngân. Các bạn ơi, ai muốn tham gia chương trình khuyến mãi tại shop nào? Hôm nay thì shop giảm 50% nha. Sẽ có những mặt hàng được giảm 50%, các bạn nhớ theo dõi livestream để tới với mình giới thiệu cho các bạn nè. Ngọc Vân ơi, hôm nay giảm 50% nè. Các bạn tham gia thì các bạn phải like bay và share livestream này để ở chế độ công khai nha. Sau đó quay lại theo dõi. Tí nữa mình sẽ công bố là bạn nào được may mắn để mua những bộ đồ được giảm 50% tại shop. Chào Bích Trân. Hello Thị Linh nha. Bây giờ thì mình sẽ giới thiệu mẫu đây. Rồi Mai Phương ơi, em thích muốn tham gia chương trình này thì em phải share nha. Rồi bạn nào muốn tham gia thì nhanh tay share đi nào. Các bạn phải share và like bay thì mới được nhé. Đây có ai thích bộ mẫu đang mặc không? Ai muốn mua shirt 50% phải tham gia chương trình nha. Các bạn ơi, hôm nay thì shop có chương trình khuyến mãi là giảm 50% á. Các bạn nhanh tay tham gia nào. Những ai muốn tham gia thì điều kiện đầu tiên là phải like bay và share livestream này nhé, để chế độ công khai, sau đó thì quay lại theo dõi nè. Những bạn nào đã tham gia từ trước rồi thì sẽ biết rất rõ thể lệ cuộc chơi đúng không? Đầm chân người bay này 38kg mặc cũng được nha Ngọc Duyên. Bộ mẫu đang mặc là giá 250, có màu hồng nữa nè, mặc rất là xinh luôn. Ngọc Vân ơi, chỉ có những mẫu được giảm thôi nha, như là zoom nè, rất là nhiều luôn. Tí nữa mình sẽ giới thiệu nha, các bạn muốn tham gia thì các bạn phải share livestream này đi nào. Share và like bay nha. Có hai màu luôn nè, bộ mẫu đang mặc thì có hai màu, giá là 250, rất là đẹp. Bạn nào thích thì nhanh tay đặt hàng đi nào. Đây đầm hồng này chị Ngọc Huyền ơi. Đầm hồng này nha, có hai màu luôn, giá là 250, rất là đẹp. Đầm chị là 300.000 đó Tim Mignon ơi. Rồi váy của chị hả, váy chị là váy hoa 3D in nổi. Cái này thì rất là mềm luôn. Có 3 màu, giá là 300. Đây. Bạn thích cái nào thì nhanh tay đặt hàng đi nhé. Các bạn ơi, các bạn thích bộ mẫu đang mặc thì các bạn đặt hàng theo cú pháp là số điện thoại cộng với váy xòe có nơi nha. Nhớ ghi rõ màu mình định mặc, màu mình muốn mua để cho nhân viên chốt hàng cho các bạn nhé. Vân Khánh ơi, hôm nay thì sẽ có những mặt hàng được giảm 50% á. Tí nữa mình sẽ giới thiệu cho các bạn biết nha. Đây là đầm xòe đã Tim Mignon ơi. Có đầm xòe nha các bạn ơi. Có hai màu luôn nè, rất là đẹp luôn. Hôm nay thì giảm có zoom nè, có đầm body nè, nhiều lắm, tí nữa chị sẽ giới thiệu nhé Mai Phương. Rồi đầm mẫu đang mặc có hai màu, các bạn nào thích thì nhanh tay đặt hàng. Các bạn muốn đặt mẫu này á, thì các bạn hãy comment là số điện thoại cộng với body đầm xòe có nơi nha. 250. Bây giờ thì mình sẽ qua mẫu khác đây. Bây giờ mình bây giờ thì cô người mẫu sẽ mặc đầm công chúa nha. Đầm xòe của Yến có giảm giá. Đầm xòe của Yến đầm xòe của Yến hết hàng rồi đó bạn ơi. Hôm nay thì sẽ có những mặt hàng được giảm giá nha, nên các bạn hãy tham gia chương trình khuyến mãi này đi nào. Bây giờ thì mẫu sẽ thử đầm công chúa nha. Rồi đầm mình đang mặc đây. Bộ mình đang mặc là đầm hoa 3D in nổi. Em lấy màu đỏ đó cho chị. Ngô thì nhớ em đặt hàng, em để lại số điện thoại cho chị đi nào. Đầm này là đầm hoa 3D nha các bạn. Đây rất là đẹp luôn. Cái này thì giặt không có bị sao hết, rất là mềm luôn á.
Mặt cái này cực kỳ sao luôn, có 3 màu cho các bạn lựa chọn nè, giá là 300.000. Đây bộ chị đang mặc nè. Rồi cảm ơn Ngô Thị Nhớ đã đặt hàng nhé. Em làm đúng cú pháp rồi nè. Đầm đỏ là 300.000 đó bạn ơi. Đầm chị đang mặc là có 3 màu, giá là 300.000. Rất là sao luôn nhé các bạn. Đây là hoa 3D in nổi nè. Đây đầm công chúa đây. Các bạn thích đầm công chúa không? Các bạn nhanh tay đặt hàng đầm công chúa đi nha. Đầm công chúa dạo này bán rất chạy luôn, nhanh hết hàng lắm nè. Đầm công chúa mẫu đang mặc thì có 3 màu. Có 3 màu nhé. Giá của nó là 350 đó, các bạn nào thích không? Shop ở quận 7 đó Mai Phương ơi. Đầm công chúa có 3 màu, giá là 350. Ship Cần Thơ 40 nhá Ngọc Huyền. Bạn nào thích đầm công chúa này thì nhanh tay đặt hàng đi nào. Các bạn comment theo cú pháp là số điện thoại cộng với đầm công chúa để đặt hàng nhé. Nhớ ghi rõ màu mà định mua để cho nhân viên biết và chốt hàng cho các bạn nè. Rồi mẫu quay đằng sau cho Hồng Nguyễn xem nè. Đây đằng sau của nó đây. Đầm công chúa 38kg mặc được nha. Ship Sóc Trăng, ship Sóc Trăng là 40 đó bạn ơi. Đây đằng sau của nó đây. Kính đáo không có gì hở hang nha. Rất là đẹp luôn, giá là 350 đó. Nhanh tay đặt hàng đi nào. Các bạn muốn đặt hàng thì các bạn phải comment theo cú pháp là số điện thoại cộng với tên sản phẩm nha. Ví dụ như đầm công chúa này thì là số điện thoại cộng với đầm công chúa nè. Các bạn ơi, hôm nay thì tại shop có chương trình khuyến mãi cực hot là giảm 50%. Nên các bạn muốn tham gia thì các bạn phải like bay và share livestream này nhé. Hôm nay thì sẽ có những mặt hàng được giảm với giá là 50% á. Hết màu trắng rồi Thiên Mẫn ơi. Rồi, bật mí cho các bạn là dạo này có nhiều bạn hỏi là những con người mẫu bên shop tại sao da trắng như thế như vậy đó. Thì đây, bật mí cho các bạn đây là các con người mẫu bên shop Cathy House sử dụng tấm trắng này nha. Rất là hiệu quả và an toàn. Tấm trắng này là thành phần của nó là từ nha đam tươi và bột ngọc chai. Thành phần nó rất là lành tính cho da. Vì thế mà những bạn nào thích tấm trắng, thích trắng thì nhanh tay đặt hàng đi nào. Giá của nó là 99.000. Chỉ duy nhất ngày hôm nay thì còn giá 99.000 thôi. Quay các ngày khác thì giá 119.000 nha. Thành phần rất là lành tính cho da nè. Đây là hàng xách tay từ bên Thái Lan đem về đó. Bạn nào thích trắng thì nhanh tay đặt hàng đi nào. Giá của nó là 99.000, chỉ duy nhất ngày hôm nay thôi nhé. Và hôm nay bên shop cũng sẽ có những mặt hàng được giảm 50%. Tí những mẫu sẽ thử cho các bạn coi. Còn bây giờ thì đầm công chúa đây. Đầm công chúa mẫu đang mặc có 3 màu, không tay là có 3 màu nha. Giá là 350, các bạn nào thích không nè. Đầm công chúa này Phương Thanh ơi. Một miên ơi, được nhá. Cái này rất là an toàn và hiệu quả, lành tính cho da nên không có sợ bị đập gì nè. Rồi Trần Trinh ơi, em đặt tấm trắng em để lại số điện thoại cho shop đi nào. Các bạn ơi, các bạn muốn đặt tấm trắng thì các bạn hãy comment theo cú pháp là số điện thoại cộng với tấm trắng nha. Tùy theo cơ địa của mỗi người mà trắng nhanh hay chậm nha, nhưng sẽ có kết quả nè. Đây đầm công chúa là giá 350, có 3 màu luôn. Màu đen, màu đỏ và màu hồng, rất là đẹp. Các bạn nhanh tay đặt hàng đi nha. Bởi vì hàng này bán rất là chạy luôn nên hết hàng thì hết luôn á, rất là tiếc luôn nè. Nhanh tay đặt hàng đi nào. Bây giờ thì mẫu sẽ mặc đầm công chúa có tay cho mọi người coi nữa nha. Đầm công chúa là giá 350, nhanh tay đặt hàng đi nhé các bạn. Còn đầm mình đang mặc thì cũng có 3 màu luôn. Đây, ship Bình Dương 30 luôn Heo Nguyễn ơi. Bộ mình mặc thì có 3 màu nha, màu đỏ đó nè, màu đỏ mặc cực kỳ sang luôn. Ship tỉnh 40 đó nè, 4, 20, 30. Ship tỉnh là 40 nha các bạn. Tí nữa mẫu sẽ thử những cái đầm mà giảm 50% các bạn nhớ đón xem livestream này nhé. Tùy theo cơ địa của mỗi người Mộc Miên ơi. Đây, tấm trắng giá 99.000, chỉ duy nhất ngày hôm nay là có giá 99.000 thôi. Hello Nico Phạm. Các bạn ơi, các bạn sử dụng tấm trắng này á thì các bạn thoa đều lên da nè, sau đó massage khoảng 10 phút, để tầm 15 đến 20 phút rồi rửa sạch lại với nước. Sau đó bạn nào muốn hiệu quả hơn thì thoa kem dưỡng nữa nha. Màu đỏ mình đang mặc là giá 300 đó Lê Minh Loan ơi. Giá 300 nha.
Đầm công chúa màu hồng nè em. Booking Big G đầm công chúa màu hồng này 350 nha. Để tí nữa mẫu sẽ thử những mặt hàng mà giảm giá 50%, các bạn nhớ theo dõi livestream này nhé. Đầm nào giảm giá rồi tí nữa mẫu sẽ thử nè. Màu hồng nè em ơi, đầm công chúa màu hồng nè. Từ 40 đến 55 kg là mặt vừa nha cường lụa. Đầm công chúa có tay đây, hôm bữa có màu đỏ nữa. À, đây. Có màu đỏ đó nha các bạn, giá của nó là 350 thôi, rất đẹp. Cảm ơn Mộc Miên đã đặt tấm trắng nha. Các bạn ơi, các bạn đặt tấm trắng thì các bạn nhớ comment theo cú pháp là số điện thoại cộng với đầm công chúa hoặc là số điện thoại cộng với tấm trắng nha. Có tay nè, có tay thì bây giờ có hai màu nha, có thêm màu xanh nữa, rất là đẹp. Vừa rồi hết hàng á, bây giờ hàng mới về lại cho các bạn đặt nè. Đầm hoa 3D không có nha, không giảm nha Ngọc Nhâm Đặng. Tí nó sẽ có những mẫu rất là đẹp được giảm với giá 50% á, nên các bạn nhớ đón xem nè. Có zoom, có set công sở được giảm 50% nha. Tấm trắng là 99.000 đó Nhi ơi. Hôm nay chỉ duy nhất ngày hôm nay là 99.000 thôi, ngày mai vẫn giá 119.000 nha. Cái này là từ bột nha, từ nha đam và bột ngọc trai, rất là tốt cho da. Ôm body ống. Có nha Trần Ngọc Trà, Ngọc Kiều Trinh, em theo dõi livestream này đi nào. Mặt đầm đỏ rồi, tí nữa mẫu sẽ thử đầm đỏ nha. Có tay màu hồng, không có tay màu hồng em ơi. Putkin Bichi màu hồng chỉ có không tay thôi à. Đầm mình đang mặc 40-55kg là vừa đó Hiên Hoàng. Đầm công chúa mỗi mặt là 350 nha. Màu hồng có tay không có em ơi. Đầm mẫu đang mặc giá là 350, có thêm màu đỏ nữa nè. Rất là đẹp luôn nha. Màu xanh vừa rồi hết hàng luôn, có nhiều bạn đặt nhưng không có luôn á. Thì bây giờ shop về lại cho các bạn đặt hàng nè. Các bạn nào đợt trước đặt không có thì bây giờ đặt lại giùm mình nha. Các bạn nhớ comment theo cú pháp là số điện thoại cộng với tên sản phẩm để đặt hàng nè. Mẫu cao mét 6, mét 65 Thanh Nguyễn ơi. Đầm công chúa Tết chưa chị là sao Danh Trinh ơi. Rồi tí nữa sẽ có những mẫu mà giảm 50%, các bạn nhớ đón xem nha. Bây giờ thì mẫu sẽ thử qua mẫu khác cho các bạn coi đây. Đây. Đây nha, đầm cúp ngực hoa này. 250 nè. Em đặt. Tấm trắng có ship nha bạn Minh ơi. Tấm trắng có ship nha. Tấm trắng là giá 99.000, chỉ duy nhất ngày hôm nay thôi, ngày mai thì vẫn 119.000 nè. Các bạn ơi, các bạn muốn trắng, muốn mà da trắng và da không bị khô nữa thì các bạn nên đặt tấm trắng này nha. Bởi vì ngoài tác dụng là bật tông trắng da thì nó còn có tác dụng là massage thải độc cho da nữa. Rất là tốt nha. Hàng sách tay từ bên Thái Lan về, đằng sau nó đã có hướng dẫn sử dụng và thành phần của nó nên các bạn không phải lo nè. Rồi đứng lên đúng không? Đây. Đầm mình mặc là đầm hoa 3D. Hoa 3D đó các bạn đây. Có bạn có thấy không? Rất là mềm luôn, mềm lắm. Giặt không bị sao nha. Giá của nó là 300, mặc cực kỳ sang luôn. Có màu đỏ nữa nè và màu kem nữa. Cảm ơn Ninh Huế đã đặt tấm trắng nha. Giá tấm trắng là 99.000 đó các bạn ơi. Dạ hoa nổi đúng rồi Hiên Hoàng ơi, đây các bạn có thấy rõ không nè, hoa nổi nha, dạ không bị sao hết á. Cảm ơn Mai Linh đã đặt hàng nè. Các bạn có thích bộ mẫu đang mặc không, rất là sang luôn nhé. Giá của nó là 250 đó các bạn ơi. Giá của bộ này là 250, có màu đen nữa nha, rất là sang. Tắm tầm 2-3 lần đó NIAP. Cảm ơn mọi người đã đặt tấm trắng nha. Giá bộ mẫu đang mặc là 250 đó. Đổ em xin nhấp. Cảm ơn Dương Boss nhiều. Giá bộ mẫu đang mặc cực kỳ sang luôn, giá là 250 đó. Các bạn nào thích không? Tora ơi, em đặt tấm trắng để lại số điện thoại cho shop đi nào, tại mình không thấy comment của các bạn á. Comment rất là nhiều luôn nên mình không thấy.
Huỳnh Như ơi, bộ mẫu đang mặc này thì có màu đỏ nữa nha. Giá là 250, các bạn nào thích không nào? Có bị hở lưng không? Mở qua đằng sau cho mọi người coi nè. Đây, mặc cực kỳ sang luôn. Các bạn ơi, các bạn đặt tấm trắng thì các bạn nhớ comment theo cú pháp là số điện thoại cộng với tấm trắng nha. Cúp ngực màu đen, có màu khác không? Bộ mẫu mặc á, thì hôm qua có thêm màu hồng nữa nhưng mà hiện tại đã hết hàng rồi. Body đỏ có nha bạn ơi, bạn theo dõi livestream này đi nào. Hai bộ mẫu đang mặc thì giá là 250 nha. Các bạn muốn đặt hàng thì các bạn phải comment theo cú pháp là số điện thoại cộng với tên sản phẩm nè. Inbox rất là lâu luôn, tại vì các bạn inbox đặt hàng rất nhiều, vì thế mà shop sợ sẽ sót inbox của các bạn á. Nên các bạn muốn đặt hàng nhanh thì các bạn phải comment tại đây nha. Theo cú pháp là gì các bạn có nhớ không? Rồi, cảm ơn bạn đã đặt tấm trắng nha. Mẫu hồng của em không hở lưng lắm đâu Hiên Hoàng ơi. Đây, đằng sau của nó nè, không có bị hở lưng nha. Cảm ơn Tessera Nguyễn. Mẫu đeo kính là cao 1m6 nặng 45kg đó Nguyễn Linh ơi. Misu Lương ơi, cái bộ này vẫn là 250 nha. Tí nữa sẽ có những bộ mà giảm còn 50%, nên các bạn đừng có thoát ra nè. Các bạn hãy theo dõi cho tí nữa mình giới thiệu nha. Tấm trắng là giá 99.000. Cúp ngực bông hồng. Rồi bạn mẫu áo đen xe đằng sau cho mọi người coi nè. Đây, đằng sau của cúp ngực này nhá. Chị mẫu mới Đặng Thị Thu Hương. Rồi cảm ơn Đặng Thị Thu Hương nhiều nè. Rồi bạn ơi, tấm trắng là giá 99.000, chỉ duy nhất ngày hôm nay là 99.000 thôi, ngày mai thì vẫn 119.000 đó. Rồi bây giờ thì mẫu sẽ thử cái bộ mới cho các bạn coi nha. Đầm công chúa màu đỏ này nhiều bạn hỏi lắm nè. Chỉ duy nhất ngày hôm nay là tấm trắng sale còn 99.000 thôi, ngày mai thì vẫn quay lại giá cũ là 119.000. Nên các bạn muốn đặt tấm trắng thì nhanh tay lên nào. Chỉ duy nhất ngày hôm nay là 99.000 thôi. Thành phần của nó là từ bột ngọc trai và nha đam, rất là lành tính và tốt cho da. Đằng sau đây đó có hướng dẫn sử dụng và các thành phần của tấm trắng này, nên các bạn không phải sợ nha, rất là lành tính luôn. Hàng xách tay thì bên Thái Lan đem về, ngày mai thì quay lại giá cũ là 119.000 đó. Rồi Vivi, bạn đặt cái màu kem mình đang mặc, bạn để lại số điện thoại cho mình đi nào. Cảm ơn Trọng Phương. Bây giờ thì mẫu sẽ thử bộ khác cho các bạn coi nha. Đây, body ngọc trai nè, nhiều bạn hỏi lắm luôn nè. Có ship code nha Xuân Quỳnh. Có ship ở Hà Nội nha Nguyễn Mén. Tắm lên tông nhanh không chị? Đó là tùy theo cơ địa của mỗi người nha, nhưng mà sẽ có lên tông nè. Các bạn thích trắng thì nhanh tay đặt hàng đi nào. Jenny Ro, bạn hỏi tấm trắng hả? Tấm trắng là giá 99.000 đó bạn ơi. Hôm nay sale còn 99.000 đó, ngày mai thì vẫn quay lại giá cũ là 119.000. Ship Đồng Nai 40 nha Lài Phạm. Rồi cảm ơn Trương Vân đã đặt hàng nè, tí nữa nhân viên sẽ liên hệ cho bạn. Có ship Kiên Giang nha Ngọc Dung Trần Phạm. Cảm ơn Xuân Quỳnh đã đặt tấm trắng nè. Đây, váy công chúa có tay màu đỏ, có thêm màu xanh dương nữa nha, giá là 350, các bạn nào thích không nè. Có ship Bắc Giang nha Hằng Phấn. Dung Thị Nguyễn ơi, bạn đặt tấm trắng thì bạn để lại số điện thoại cho mình đi nào. Không có Thảo Nguyên ơi, tí nữa sẽ có những bộ được giảm 50% á, tí nữa mẫu sẽ thử cho các bạn coi. Ship tấm trắng có nha, tấm trắng giá 99.000. Ship Thanh Hóa 40 nha các bạn. Ship Bình Thuận 40 luôn nè. Rồi tí nữa mẫu sẽ thử body cho các bạn coi. Dung Thị Nguyễn ơi, bạn đặt hàng tấm trắng thì bạn để lại số điện thoại cộng với tấm trắng đi nào. Ship Cà Mau 40 em ơi. Rồi cảm ơn các bạn nha, các bạn đặt hàng tấm trắng rất nhiều luôn nè. Nên các bạn ơi, cái này bán rất là chạy luôn á, rất dễ hết hàng, nên các bạn nhanh tay đặt hàng đi nào. Chỉ nhất ngày hôm nay là giá 99.000 thôi nha. Tấm trắng này rất là hiệu quả và an toàn, bạn nào muốn trắng thì nhanh tay đặt hàng đi. Ngày mai thì vẫn giá 119.000 nha các bạn. Sẽ có những mặt hàng được sale 50.000 đó, được sale 50% đó Hồng Heo ơi, bạn theo dõi livestream này nhé. Được nha Sơn Hoàng. Ship Bình Định 40 ạ. Đầm công chúa mẫu đang mặc là có thêm màu xanh nữa, giá là 350. Các bạn muốn đặt đầm công chúa này thì các bạn comment theo cú pháp là số điện thoại cộng với đầm công chúa có tay nha.
Có hai màu luôn, màu đỏ và màu xanh, giá là 350 đó, rất là đẹp. Nhanh tay đặt hàng đi nào, hết hàng thì rất là tiếc nha. Có Zoom nha, tiên series hôm nay Zoom cũng sale nè. Em hãy theo dõi livestream này đi nào. Tắm trắng ship Bình Dương nhé. Cái này nữa này. Các bạn ơi, có thêm tắm trắng trà xanh này nữa nha. Chị thử cái này đi. Có thêm tắm trắng trà xanh này nữa nha. Còn đúng 20 bịch tại shop thôi. Các bạn đặt hàng rất là nhiều nè. Các bạn nhanh tay đặt hàng đi nào. Hết hàng thì rất là tiếc luôn. Ngày hôm nay thì hết hàng thì là hết luôn nha, không về lại luôn á. Nên các bạn muốn đặt hàng thì các bạn hãy comment theo cú pháp là số điện thoại cộng với tấm trắng. Có hai loại là tấm trắng trà xanh và tấm trắng nha đam nha. Chỉ duy nhất ngày hôm nay là giá 99.000 thôi. Rất nhanh hết hàng nha, chỉ còn duy nhất 20 bịch tại shop thôi nè. Cái này rất là an toàn và hiệu quả nha. Bạn nào đã thử rồi thì sẽ rất là thích luôn. Nên nhanh tay đặt hàng đi nào. Ship về Tây Ninh 40 đó bạn ơi. Thiên Hoàng ơi, chị lấy đầm em mặc, chị hãy để lại số điện thoại để cho nhân viên chốt hàng cho chị nhé. Body ngọc trai mẫu đang mặc là giá 250 đó các bạn. Có thêm mấy màu này nữa nè. Hello nhóc thương. Còn tấm trắng nha bé Nhi, chỉ còn duy nhất 20 bịch tại shop thôi nè. Nhanh tay đặt hàng đi nào. Body ngọc của ngọc trai này mẫu đang mặc là giá 250 đó. Có 3 màu luôn nè. Cái này là vải lụa nha, nhưng mặt rất là sang. Có sale váy nha Duy Nguyễn, tí nữa sẽ có những mẫu được sale 50% á. Em theo dõi livestream này đi nào. Các bạn ơi, các bạn muốn đặt tấm trắng thì các bạn hãy comment là số điện thoại cộng với tấm trắng nha. Đây body của ngọc trai mẫu đang mặc là giá 250, vải lụa, mặt rất là sang và mát nha. Tí nữa sẽ có những mẫu được giảm 50%, các bạn nhớ theo dõi đây để tí nữa mẫu thử cho các bạn coi liền nha. Chân váy công chúa dài hết rồi Hồng Hít ơi. Cảm ơn Vương Lâm nè. Váy công chúa không sale nha. Rồi cảm ơn Dung Thị Nguyễn nè. Thử cúp ngực đi. Bộ mẫu đang mặc là 250 đó. Đây là body hoa rớt vai nha. Các bạn muốn đặt cái này thì các bạn comment theo cú pháp là số điện thoại cộng với body hoa rớt vai. Có hai màu luôn nè, màu hồng và màu vàng. Rất là xinh luôn. Các bạn nào không thích mặc cúp ngực thì mặc cái này cũng rất đẹp nhé. Giá của nó là 250 thôi. Các bạn muốn đặt cái này thì các bạn comment là số điện thoại cộng với body hoa rớt vai. Váy công chúa tí nữa mẫu sẽ thử lại cho em coi nè Nguyễn Hồng Nhi ơi. Tùy theo cơ địa của mỗi người nha, nhưng mà sẽ bật tông nè Nina Nguyễn. Cái vàng này giá 250 nha các bạn ơi. Có hai màu à, có màu vàng và màu hồng á. Tí nữa mẫu sẽ thử những mặt hàng mà sale cho các bạn coi nha. Cảm ơn Ngọc Dương ạ. Các bạn ơi, các bạn muốn đặt hàng thì nhớ cú pháp là số điện thoại cộng với tên sản phẩm nha. Tất nhiên là các bạn xài mỹ phẩm nào thì nó cũng thì các bạn cũng phải che chắn trước khi ra nắng đúng không nè. Tấm trắng này cũng vậy thôi. Nên các bạn nhưng mà cái này thì ai muốn trắng thì nên xài thử đi nha. Các bạn nào xài rồi thì rất là thích. Giá là 99.000 chỉ duy nhất ngày hôm nay thôi. Tấm trắng 99.000 á. Các bạn ơi, các bạn thả tim đi nha, thả tim hoặc like đi nha, đừng có icon nữa nè. Thả tim hoặc like cho mình vui đi nha. Đừng có thả icon nữa nha. Hai gói tấm trắng. Rồi, cảm ơn Hằng Vũ Hoàng đã đặt tấm trắng nè. Tí nữa nhân viên sẽ ship cho chị. Các bạn ơi, thả icon thả tim và like đi nào, đừng có icon nữa. Rồi, cảm ơn mọi người nhiều, qua tim nhiều quá nè. Đây, bộ mẫu đang mặc có hai màu luôn, rất là đẹp, 250 thôi. Các bạn ơi, các bạn muốn đặt cái mẫu này á, thì các bạn comment là số điện thoại cộng với body hoa rớt vai nha. Rất là đẹp luôn. Giá nó là 250, có hai màu luôn cho các bạn lựa chọn nè. Cảm ơn Xuân Nam ạ. Rồi bây giờ thì mẫu sẽ thử qua bộ khác cho các bạn coi. Body này 280 nha. Chào Hoàng Trần. Ship trên toàn trái đất luôn nha Tuyết Nhi. Body cấp ngực này 250 nè, có màu đỏ nữa. Bộ này 40-55kg là mặc vừa gấu Nana ơi. Rồi tí nữa mẫu sẽ thử đồ sale nè. Các bạn có hồi hộp không? Tí nữa mẫu sẽ thử liền cho các bạn coi nha. Các bạn ơi, các bạn muốn tham gia chương trình khuyến mãi này thì các bạn phải share ngay từ bây giờ nha. Shop chọn từ bây giờ luôn nè.
Đừng để tí cái mẫu mặt rồi mới share nha. Shop chọn từ bây giờ đó. Nên các bạn hãy share đi nào. Share và đừng quên tag bạn bè và người thân của mình vào để cùng tham gia chương trình này nha. Các bạn muốn tham gia chương trình khuyến mãi giảm 50% này thì các bạn phải like bay nè. Sau đó thì share livestream này để chế độ công khai và tag bạn bè người thân của mình vào để cùng tham gia nhé. Các bạn hãy share bây giờ đi, bởi vì bây giờ thì shop đang chọn rồi. Tí nữa mà mẫu thử rồi thì các bạn share cũng không có hiệu quả đâu nha. Cúp ngực này 250 nè, đẹp không? Có thêm màu hồng cánh sen mẫu đang mặc nha, hàng mới về đó, rất là hot luôn. Các bạn muốn đặt cái này thì các bạn comment là số điện thoại cộng với là cúp ngực ngọc trai nha. Hương Ly Phạm ơi, em đặt tấm trắng em để lại số điện thoại cho shop như nào. Ship tấm trắng tân phú 30 nha Jenny. Rồi các bạn đã share rồi, làm đủ các bước rồi thì quay lại theo dõi livestream này đi nào. Tí nữa mẫu sẽ thử những mẫu đang thử cái bộ mà sale 50% á, các bạn hãy share đi nhé. Các bạn ơi, các bạn share đi nào, bây giờ mẫu đang thử rồi, shop đang chọn nha. Những bạn nào share bây giờ thì shop đang chọn đó. Tí nữa cúp ngực 55kg vừa nha chị Thanh Tuyền Trần Thị. Rồi cảm ơn Quỳnh Miêu đã đặt tấm trắng nè. Mẫu này chị mẫu này cao 45kg đó Lê Minh Lan ơi. Ship Đà Lạt 40. Cảm ơn Nguyễn Nguyễn nè, mẫu xinh quá. Đây cúp ngực 250 rất là đẹp luôn. Các bạn ơi, các bạn đừng thả tim và like nữa, nó bị lag quá nè. Các bạn đừng thả tim và like nữa nha. Đừng thả tim, thả like gì nữa. Tại vì nó sẽ lag á. Có hai màu nha, giá là 250. Các bạn muốn đặt cái này thì các bạn comment là số điện thoại cộng với cúp ngực ngọc trai. Đúng rồi, được chọn mới giảm đó em Ái Linh ơi. Vì thế các bạn muốn tham gia thì các bạn phải share ngay từ bây giờ nha. Mẫu đang thử và shop đang chọn rồi nè. 50kg mặc được nha. Màu đen 2 giây không, hiện tại đã hết rồi bạn ơi. Ship Bình Thuận 40 nha. Shop ở quận 7 ạ. Đúng rồi, chỉ những người may mắn mới được mua, giá là giảm 50% thôi. Đây bộ này giảm 50% này các bạn ơi. Xét công sở này giảm 50% nhé. Các bạn ơi, các bạn share đi nào. Muốn tham gia cái chương trình khuyến mãi này thì các bạn phải share nha. Có váy công chúa Dương Ngọc Tân ơi, mẫu tí nữa mẫu sẽ thử váy công chúa này. Bộ này giảm 50% nha. Giá gốc của nó là 280, giảm còn 140 đó. Giá gốc là 280, giảm còn 140 nha. Bộ này giảm 50% nè. Mặc đi làm đi chơi đều rất đẹp luôn. Bộ này giảm 50%, các bạn muốn tham gia thì các bạn phải share đi nào. Các bạn cho chị Ti La Ga Lài Phạm đi. Rồi Ti La Ga Lài Phạm. Rồi shop đã chọn chị là người đầu tiên được mua cái đầm này giảm 50% nè, giá là 140. Chúc mừng chị Ti La Ga Lài Phạm nhé. Có điện thoại không? Có điện thoại không? Rồi qua mẫu khác nha. Bộ này đã có chủ rồi. Chị Ti La Ga Lài Phạm ơi, chị chụp màn hình lại nha, để tí nữa nhân viên sẽ chốt hàng cho chị nè. Chị chụp màn hình lại đi nào. Chị chụp màn hình lại giúp em nha. Chị Ti La Ga Lài Phạm là người được mua cái đầm này giảm 50% á, giá là 140. Chị nào muốn mua giảm được thì mấy chị có theo dõi. Ti La Ga Lài Phạm ơi, chị chụp hình màn hình lại chưa nè. Chị là người được shop chọn đó. Các bạn ơi, các bạn muốn được mua đồ giảm 50% thì các bạn phải share và theo dõi cái này thường xuyên nhé. Mình sẽ công bố thường xuyên nè. Các bạn phải share đi nào. Rồi qua mẫu khác nha. Đầm công chúa đi. Rồi, Ti La Ga Lài Phạm rồi. Cảm ơn chị nhiều nha. Chúc mừng chị luôn nè. Đầm Turo này giá 280 nha các bạn. Lai Châu 40 đó bà Huyền ơi. Cảm ơn Trọng Phương ạ. Bộ này 280 nha, làm turu rất đẹp. Hôm qua có màu đỏ nữa nhưng mà hết màu đỏ rồi nè. Xong livestream là hết hàng luôn á. Các bạn muốn thì các bạn nhanh tay đặt hàng đi nào. Body turu này còn màu vàng thôi, giá là 280 rất đẹp. Rồi Genero, bạn để lại số điện thoại cho shop đi nào. Các bạn muốn đặt tấm trắng thì các bạn nhớ comment là số điện thoại cộng với tấm trắng nha. Chỉ duy nhất ngày hôm nay là giá 99.000 thôi, ngày mai thì vẫn 119.000 nè. Cảm ơn xin Dung Phạm. Các bạn ơi, bộ mẫu đang mặc là đầm body turu giá 90, giá là 280. Tấm trắng này nè, dye sea love có hai loại luôn, tấm trắng trà xanh và nha đam.
Hôm nay là sẽ có những mặt hàng được giảm 50% đó. Bạn Lan Tiến ơi, các bạn muốn tham gia thì các bạn phải share livestream này nhé. Hà Nội ship 40. Body Toro mẫu đang mặc là 208 á. Cảm ơn Hương Ly Phạm đã đặt tấm trắng nha. Giá của bộ này là 208, body Toro này mặc rất là sang. Đây xin lớp ơi, chị đặt tấm trắng thì chị để lại số điện thoại đi nào. Các bạn ơi, tấm trắng này còn số lượng là 20 bịch cuối cùng tại shop thôi nha. Hết hàng thì hết luôn, không về nữa luôn nha. Bây giờ thì chỉ còn 15 bịch thôi nè. Các bạn nhanh tay đặt hàng đi nào. Chỉ nhớ ngày hôm nay 99.000 thôi nha. Có hai loại, nhớ ghi rõ loại các bạn định chọn nha, để cho nhân viên chốt hàng cho các bạn. 50kg mặc vừa đó Jenny. Thằng Nguyễn ơi, bạn lấy hai tấm trắng, bạn để lại số điện thoại cho shop đi nào. À, không có đồ nam nha, 55kg vừa. Đầm dạ hội không giảm bằng Lan Tím ơi. Các bạn ơi, hồi nãy đã có một chị là Larity Lại Phạm được mua đồ giảm 50% rồi á. Đó là sách công sở màu vàng nha. Từ 208 giảm còn 140. Thì nãy là chị đã được sở hữu cái bộ đó rồi. Thì tí nữa sẽ có những bộ khác nên các bạn cứ share đi. Shop đang chọn đó. Shop chọn từ bây giờ chứ không phải là mẫu thử rồi nên các bạn mới share thì được nha. Shop chọn từ ngay bây giờ luôn đó, các bạn phải share ngay bây giờ luôn nhé. Đừng quên tag bạn bè và người thân của mình vào để cùng tham gia nè. Đầm công chúa giá 350 đó các bạn ơi, có màu đen và màu đỏ nữa nha. Hôm bữa có màu trắng nhưng mà hết màu trắng rồi nè. Các bạn ơi, bây giờ mẫu đang thử cái bộ mà giảm 50% nữa nè, các bạn nhanh tay share đi nào. Quỳnh Miu ơi, em đặt tấm trắng để lại số điện thoại cho mình nha. Đầm công chúa có màu đỏ này nữa nè, giá là 350, các bạn nào thích không? Các bạn thích đầm công chúa này thì các bạn hãy comment là số điện thoại cộng với đầm công chúa nha. Đầm chị là đầm hoa 3D in nổi á, giá là 300.000. Body mẫu đang mặc hồi nãy là body tua rua đó Hồng Thúy ơi, giá là 208 nha. Bạn nào đã share rồi, làm đủ các bước rồi thì quay lại theo dõi đi nào, mình sẽ công bố liên tục luôn nè. Tấm trắng là 99.000 Nhung Nhung ơi, có hai loại luôn. Em đặt hàng thì em nhớ để lại số điện thoại cho shop nha. Chỉ duy nhất ngày hôm nay là 99.000 thôi, ngày mai là giá 119.000 nè. Đầm body đều có bút ngực nha Jenny. Đây, đầm công chúa, váy công chúa này thì có 3 màu, là màu đen nữa. Nãy mẫu đã thử màu đen rồi đó, giá là 350. Hôm bữa thì có màu trắng đó nha, màu trắng thì có hoa xanh và hoa đỏ đấy nè, nhưng mà hết luôn, bây giờ chỉ còn 3 màu thôi à. Cảm ơn Daisy Lab đã đặt hàng nha. Rồi, Hà Nguyễn đã làm đúng cú pháp rồi nè, tí nữa nhân viên sẽ liên hệ cho các bạn. Các bạn ơi, bây giờ thì mẫu đang thử cái bộ mà sẽ giảm 50% nên các bạn cứ share đi nhé, share liên tục đi nè. Bây giờ thì shop đang chọn á. Đây các bạn ơi, bộ sale 50% tiếp tục đây. Đây các bạn ơi, bộ này giảm 50% nha, giá là 208, giảm còn 104 á. Các bạn nhanh tay share đi nè. Nhanh tay đi nha, giảm 50% đó, cực hot luôn. Bộ này giảm 50% nha. Bữa giờ đó có rất nhiều bạn hỏi bộ này nè, thì hôm nay giảm 50% cho các bạn đó, nhanh tay đặt hàng đi nè. Nhanh tay share đi nha, các bạn muốn tham gia cái này thì các bạn phải like bay và share livestream này. Đầm đỏ chị mới cầm là cái này hả? Đầm công chúa 350 nha. Cái này thì 40-55kg là vừa đó đây, xin lớp ơi. Bộ này giảm 50% nha các bạn, từ 208 giảm còn 104. Dành cho những... Đây xin lớp ơi, bạn có mua không thì giảm 50% cho bạn luôn nha. Các bạn ơi, các bạn share rồi thì các bạn nhớ quay lại theo dõi livestream này, mình sẽ chọn liên tục luôn nha. Đây, đang chọn đây, mình đang chọn đây. Rồi, cảm ơn Sherry Lộc đã đặt hàng nha. Bạn nào đã share rồi thì nhanh tay đi nào. Bộ này là giảm 50% còn 104 đó. Rồi, mình thấy comment đặt hàng rồi nha Jenny. Tí nữa nhân viên sẽ liên hệ cho bạn nè. Đầm công chúa không ạ? Bộ này giảm 50% nha, còn 104 nè, các bạn nào thích không? Các bạn ơi, các bạn muốn đặt hàng. À, các bạn muốn đặt hàng thì các bạn comment theo cú pháp là số điện thoại cộng với tên sản phẩm nha. Rồi, bộ đang like. Chúc mừng Vương Vương nha, Vương Vương là người được shop chọn để mua bộ này giảm giá 50% nè. Vương Vương ơi, bạn là người được shop chọn nha. Vương Vương là người được shop chọn, bạn ơi, bạn chụp lại màn hình đi nào. Bộ này là đã có chủ rồi nha, chúc mừng Vương Vương đã sở hữu bộ này nè. Chúc mừng Vương Vương nha.
Vương Vương ơi, bạn chụp lại màn hình dùm shop đi nào. Vương Vương là người đã sở hữu bộ này nè. Rồi, ok. Rồi. Ok, bây giờ mình sẽ qua mẫu khác nha. Nãy giờ đã có hai bạn chúng rồi. Đây. Các bạn ơi, các bạn muốn đặt tấm tấm trắng còn đúng 10 bịch tại shop thôi nè. Nhanh hết lắm đó. Hết cái đợt này thì hết hàng luôn, không về được nữa luôn nha. Hết hàng luôn á. Cấp rồi, cảm ơn Vương Vương nhiều nha. Chúc mừng bạn. Tấm trắng này là giá 250 à lộc, tấm trắng này giá 99.000 nha. Tấm trắng này giá 99.000 đó các bạn ơi. Các bạn muốn đặt hàng nhanh tay lên nào. Các bạn muốn đặt tấm trắng thì comment là số điện thoại cộng với tấm trắng nha. Có hai loại luôn, còn đúng 10 bịch tại shop luôn á, hết hàng là hết luôn nha. Duy nhất này hôm nay giá 99.000 thôi nè. Nhanh tay đặt tấm trắng đi nào. Các bạn muốn đặt tấm trắng thì các bạn comment là số điện thoại cộng với tấm trắng nha. Bộ mẫu đang mặc là 250, có màu đen nữa. Mặc rất là dễ thương luôn. Mặc bộ này Hàn Quốc cực kỳ luôn nha. Giá là 250 đó, đẹp lắm. Váy mình mặc là 300 đó Thúy Diễm ơi. Váy mình mặc là hoa 3D in nổi. Lấy bộ, lấy đồ giùm nó ra luôn nha. Váy mình mặc là hoa 3D in nổi nè. Các bạn có thấy hoa in nổi không? Giặt không bị sao nha, 300.000. Hai loại đều 99.000 đúng rồi Vi Nguyễn ơi. Rồi cảm ơn Nguyễn Mén đã đặt nha. Bộ mẫu đang mặc là 250, có màu đen nữa. Mặc đẹp lắm. Chào em, chào Báo Hoàng ạ. Không có quần riêng em ơi. Bộ mẫu đang mặc là 250, các bạn thích thì nhanh tay đặt hàng đi nào. Nhớ comment theo cú pháp là số điện thoại cộng với tên sản phẩm nha. Tấm trắng thì có hai loại là nha đam và trà xanh đó. Rất là lành tính cho da, không có sợ bị độc nha. Còn 8 bình tại shop thôi, còn 8 bịch duy nhất tại shop thôi. Nhanh tay đặt hàng đi nào. Rồi cảm ơn Ngọc Lâm đã đặt tấm trắng 2 bịch nè. Còn 8 bịch, còn 6 bịch. Còn 6 bịch tại shop thôi nè. Rất là nhanh hết hàng luôn. Chỉ duy nhất này hôm nay là 99.000 nha. Các bạn ơi, các bạn muốn đặt tấm trắng thì các bạn phải comment theo cú pháp số điện thoại cộng với tấm trắng. Còn duy nhất 6 bịch tại shop thôi nha. Hết hàng là hết luôn á, không còn về nữa đâu. Còn 5 bịch tại shop thôi nè. Nhiều bạn đặt quá nè, nhanh lên đi nào. Đây, tấm trắng có hai loại, đằng sau nó đã có hướng dẫn sử dụng và thành phần của nó rồi, nên các bạn không phải lo. Mình lấy thêm một bịch nha đam là còn 4 bịch nè, cảm ơn Jenny nhé. Còn 4 bịch tại shop thôi, nhanh tay lên nào. Rồi cảm ơn mọi người nha. Rồi sắp hết hàng luôn nè. Còn 3 bịch thôi. Cảm ơn Tuyết Nhung đã đặt tấm trắng nha đam nè. Rồi hết hàng luôn rồi. Rồi hết hàng tấm trắng luôn rồi nha. Thông báo với các bạn là đã hết hàng tấm trắng rồi. Nhiều bạn đặt quá, cảm ơn các bạn nhiều nha. Bây giờ thì hết hàng tấm trắng rồi. Hết hàng tấm trắng rồi nha các bạn ơi. 20 bịch cuối cùng đã bán hết tại shop rồi. Rồi đây, bộ mẫu đang mặc 250 đó. Các bạn nào thích không nhanh tay đặt hàng đi nào. Bây giờ mẫu sẽ thử cái body hoa 3D này cho các bạn coi nha. Nhiều bạn hỏi lắm, 300.000 đó. Tấm trắng hết hàng rồi nha. Tấm trắng 20 bịch cuối cùng đã hết hàng tại shop rồi và không về nữa đâu. Coi hết cái bộ body mẫu đang mặc không? Mẫu đang thử á, có thêm màu xanh chuối thì nữa nha. Giá là 280, rất là đẹp. Bộ mẫu đang mặc là 280 nha, có hai màu. Bạn nào hơi mignon mà khó chọn đồ một tí thì mặc cái này cực kỳ sang luôn nhé. Không có sợ ốm quá đâu nè. Giá đó là 280, rất là chất thun co giãn, thoải mái lắm, không có sợ bị chật đâu nha. Từ 40 đến 55kg là mặc được. Các bạn thấy mẫu mặc có xinh không? Rất là đẹp luôn á, giá là 280 nha. Rồi các bạn ơi, thêm một sản phẩm nữa nè. Hôm nay các bạn tham gia rất là nhiệt tình, vì thế mà shop cũng chơi lớn luôn nè. Đây là kem che khuyết điểm nha. Hôm nay sale còn 169.000. Hôm nay là đây. Có đúng 5 hộp tại shop thôi. Có đúng 5 sản phẩm, 5 cái này là sale thôi nha. Nhanh tay đặt hàng đi nào. Kem che khuyết điểm, bạn nào còn phân vân lựa chọn cho mình một cái sản phẩm che khuyết điểm mà chưa vừa ý thì đây, cái này sẽ phù hợp cho các bạn. Cái này là từ Thái Lan nhé. Kem che khuyết điểm giảm còn 169.000. Các bạn hôm nay tham gia rất nhiệt tình, vì thế shop sẽ chơi lớn cho các bạn luôn nè.
Rồi không tên rồi, cảm ơn bạn nha. Bạn đặt body này đúng không? Có hai màu luôn nè, 280 nha. Bây giờ thì mẫu sẽ thử bộ khác cho các bạn coi. Có sale son không? Đây kem da khuyết điểm hôm nay sale còn 169.000, các bạn nào thích không? À, chỉ duy nhất ngày hôm nay là sale 169.000 nha. Cái này giá thị trường của nó rất là mắc luôn á. À, bạn nào còn đang phân vân chọn cho mình cái sản phẩm mà để che khuyết điểm cho mặt à, thì đây, cái này sẽ là lựa chọn tốt nhất cho các bạn. Chỉ duy nhất ngày hôm nay giá 169.000 thôi. Nó đã có cái thành phần và bảo vạch rất là an toàn nên các bạn không phải lo nha. Đây là hàng Thái Lan á, rất là tốt. Chất kem của nó này nha, rất là tốt nha các bạn, thơm lắm. À, body mẫu đang mặc là body mình đang mặc nè, giá là 300.000 á. Còn 4 chai chai khuyết điểm thôi nha. Hiện tại cái này rất là hot luôn nên các bạn đặt hàng đi nhé. Nhanh tay đặt hàng đi để hết hàng rồi nè. Chỉ duy nhất ngày hôm nay là có 169.000 thôi. Chất kem rất là tốt nha các bạn. Rồi body mẫu đang mặc thì là đây, body hoa anh nổi 169. Có body của yếm đuôi tôm màu đỏ không chứ? Hết rồi Phương Tây ơi, body đã hết rồi nhá. Body mẫu đang mặc là body hoa 3D in nổi, chất là rất là mềm mịn luôn, giặt không bị sao nha, bao giặt luôn. Giá là 300.000 á. Rồi Thanh Tuyền Trần Thị ơi, bạn để lại số điện thoại cho mình đi nào. Bạn các bạn nào muốn đặt cái này thì các bạn để lại số điện thoại cộng kem trang khuyết điểm nha. Chất kem của nó rất là tốt luôn nè. Có zoom hồi nãy đã sale 50% đấy em ơi, từ 28 còn 104 đã có bạn chủ rồi, và đã có người sở hữu và chúng shop đã chọn rồi, 53kg vừa nha Nhung Nhung. Cảm ơn Hồng Nguyễn đã đặt kem trang khuyết điểm nè. Các bạn ơi còn 3 chai cuối cùng tại shop thôi, các bạn nhanh tay đặt hàng đi nào. Còn đúng 3 chai là hết hàng luôn nha, cái này bán rất là chạy hàng nè. Thị trường rất là mắc nha, nhưng mà tại shop hôm nay duy nhất ngày hôm nay thì các bạn tham gia rất nhiệt tình, vì thế shop sẽ giảm còn 169.000. Body mẫu đang mặc là 300.000 á. Bây giờ thì mẫu sẽ chuyển qua bộ khác cho các bạn coi nha. Chất kem của nó rất là tốt nha các bạn ơi, các bạn không phải lo luôn nè. Bộ này là 260. Bộ này 270 nha. Ren màu trắng nào đẹp không chị cho mẫu? Hết luôn à? Rồi hết rồi, còn một cái duy nhất thôi. Nãy giờ nhiều bạn đặt hàng quá thì còn một tiếp duy nhất này thôi nè. Đây, chất kem của nó rất là tốt nha, mình đã test thử cho các bạn coi nè. Chất kem nó rất là tốt luôn, giá thị trường cũng không có rẻ đâu nha. Cảm ơn Vũ Quang nhiều. Hôm nay thì các bạn tham gia rất nhiệt tình, vì thế là mình đã shop sẽ chờ đón cho các bạn. Chỉ còn nãy nó có 5 bịch, 5 hộp, nhưng mà bây giờ thì các bạn đặt hàng nhiều lắm, chỉ còn duy nhất một cái này thôi. Nhanh tay đặt hàng đi nào. Giá là 169.000 nha, chỉ duy nhất ngày hôm nay thôi. Nhanh tay đặt hàng đi nhé, kem trang khuyết điểm. Các bạn muốn đặt hàng thì các bạn comment là số điện thoại cộng với kem trang khuyết điểm nha. Messi mẫu đang mặc là 270 đó, 45kg cao, nó mấy 57 vừa nha, không tên. Quà thường quá. À, chuẩn bị tới zoom giảm 50% nè. Các bạn ơi, các bạn có thích cái bộ này không? Bữa giờ rất nhiều bạn hỏi bộ đặt bộ này luôn nha. Hôm nay bộ này giảm 50% nè, từ 208 giảm còn 104. Nhanh tay đặt hàng đi nào. Em nghe được Tàng Tàng ơi. Từ 208 giảm còn 104 nha. Đức Bảo Hàng Chuông ơi, bạn móc cho shop đi nào. Sau khi mình đã thử kem trang khuyết điểm thì đây, rất là đẹp luôn, trùng với màu da luôn, không có bị ấy nha. Tí nữa mẫu sẽ thử cái bộ này giảm 50% nè. Bây giờ thì mẫu sẽ thử bộ giảm 50% cho các bạn coi nha. Các bạn nhanh tay share đi nào. Muốn tham gia chương trình khuyến mãi giảm 50% thì các bạn phải share nha. Cảm ơn Trung Lê nhiều.
Các bạn muốn tham gia chương trình này thì các bạn phải like bay và share livestream này nhé. Đừng quên tag cho bạn bè người thân của mình vào. Kem giữ được 12 giờ đó Nguyễn Bông ơi. Cảm ơn Duy Khánh nhiều. Bạn ơi, bạn inbox cho shop nha. 56 kg mặt vừa cái này nè bạn. À, bộ này là 250. Ấm gì? Bộ này 260 nha. Bộ này 260 có hai màu nè. Sale 53 kg mặc được đó bạn ơi. Mặc được nha Lily. Bộ này 260 đầm xòe rất là đẹp, rất là sang. Bây giờ thì mẫu đang thử cái bộ mà zoom giảm 50% á, từ 280 giảm còn 150, giảm còn 140. Các bạn muốn tham gia chương trình sale 50% này thì các bạn phải like bay và share livestream này nhé. Các bạn nhanh tay share đi nào, shop đang chọn đó. Mẫu đang thử đồ đó và shop cũng đang chọn nên các bạn share từ bây giờ đi nha. Các bạn ơi, bây giờ thì mẫu đang thử bộ mà bán giảm 50% nên các bạn share đi nè. Bộ này có hai màu là màu đen và màu vàng thôi. Có hai màu là màu đen và màu vàng thôi nhá. Mặt đây là mặt đầm xòe rất là đẹp. Đầm xòe đó các bạn, rất là đẹp nha. Giá là 260. Body hoa xanh đen còn không em? Body hoa xanh đen là cái nào Nương Nguyễn ơi, em không nhớ ạ. Có sale đầm nữa nha bé Nâu ơi, em theo dõi livestream này đi nào. Màu vàng nè. Rồi bây giờ thì mẫu sẽ ra cái bộ mà giảm 50% đây. Đây, nãy giờ đó có hai người được trúng rồi nha. Bây giờ thì đang là bộ thứ ba và đang chọn người thứ ba nè. Các bạn nào thích thì nhanh tay share đi nào. Bây giờ shop đang chọn đó. Bộ này giảm 50% nha, từ 280 giảm còn 140 nè. Cảm ơn Nguyễn Thịnh ạ. Bộ này bữa giờ bán hàng rất là chạy nha. Hôm nay thì giảm sale 50% luôn. Chị mẫu tên là Dương Nhi đó Mini ơi. À, bộ này giảm 50% nha các bạn. Chị ơi. Bộ này giảm 50% đó. Quay lưng đi mẫu kìa. 50% nha, từ 28 giảm còn 140. Các bạn ơi, các bạn có muốn mua bộ này với giá là 140 thôi không? Rất là rẻ luôn, giảm 50% nha. Các bạn ơi, các bạn muốn đặt cái này thì các bạn comment theo cú pháp là số điện thoại cộng với zoom đỏ đi nè. Shop đang chọn nha. Shop đang chọn này, các bạn comment nhớ là share đi nè. Các bạn phải làm đủ các bước thì mới được nhận hàng nha. Bộ này hồi nãy đã có màu khác nhưng mà màu khác thì đã có chủ rồi. Bộ này hồi nãy đã có màu trắng đó nhưng mà đã có một bạn trúng rồi nha. Bây giờ còn màu đỏ thế nè. Các bạn ơi, các bạn muốn mua bộ này với giá là 140 thôi không? Nhanh đi nào, các bạn nhanh tay đi nào. Comment theo cú pháp là số điện thoại cộng với zoom đỏ nha. Nhớ là share nha. Giá là 140 thôi. Nhanh tay lên nào, nhớ là comment số điện thoại cộng với zoom đỏ đi nha. Cảm ơn anh Tuấn ạ. Không tên ơi bạn, để lại số điện thoại mà muốn mua gì. Bạn có muốn mua cái zoom đỏ này với giá là 140 không? Rồi bạn, nó đi zoom đỏ rồi nè. Rồi, chúc mừng không tên nha. Không tên đã được mua bộ này với giá là 140. Không tên ơi bạn, chụp lại màn hình giúp mình nha. Bạn ơi, bạn chụp lại màn hình sau đó thì inbox cho shop nha. Không tên thì chúc mừng không tên là người tiếp theo được shop chọn để mua bộ này với giá là 140 nè. Giảm 50% á, từ 280 giảm còn 140 đó bạn ơi. Không tên chụp màn hình lại giúp mình và gửi cho shop nha. Giá 140 rất là đẹp luôn. Nãy giờ đã có 3 bạn trúng rồi nè. Tí nữa mẫu sẽ thử những mẫu tiếp theo, các bạn nhanh tay share đi nhé. Rồi, không tên đã ok rồi. Rồi qua mẫu khác đi nè. Chào chị Hà Phạm. Hai bạn bắn cua mà đúng không? Chị dễ thương. Cảm ơn chúc Lily nha. Messi mẫu đang mặc là 280 á. Có hai màu nhá. Em nâng túi nè. Váy này, cái này là Messi dài 280. Có hai màu cho các bạn nè. Ở trong nó có quần nha. Mặc rất là sang luôn.
Nãy giờ đã có 3 bạn được shop chọn để mua đồ giảm 50% rồi đó. Các bạn nhanh tay đi nè. Chị Hà Phạm ơi, hôm nay chị có thích mua đầm giảm giá 50 không nè? Nhanh tay share đi nha. Các bạn muốn tham gia chương trình này thì các bạn phải share livestream này và quay lại theo dõi nha, mình sẽ công bố thường xuyên luôn nè. Cảm ơn Bùi Đức Quyền ạ. Bộ này thì có hai màu luôn nha, giá là 208, rất là đẹp. Rồi đây, tiếp theo, cái sale tiếp theo là ốp điện thoại. Sale còn 49.000. Ốp điện thoại sale còn 49.000 nha, các bạn nó thích không? Đây là dành cho tất cả các dòng iPhone luôn. Ốp điện thoại sale 49.000 nha. Các bạn muốn mua ốp điện thoại này với giá 49.000 không? Nhảy nhảy rất là đẹp nè. Muốn mua 49.000 thì các bạn hãy comment là số điện thoại cộng với ốp điện thoại nha. Messi mẫu đang mặc là 208 á, có hai màu luôn. Ship qua Nhật Bản được nha bạn ơi. Đây, bộ mình đang mặc là 300.000, Nguyễn Thịnh có màu này nè, màu đỏ nữa. Ốp điện thoại sale còn 49.000 chỉ duy nhất ngày hôm nay thôi. Có ai muốn mua ốp điện thoại thì nhanh tay lên nè. Các bạn comment là số điện thoại cộng với ốp điện thoại nha. Ốp này dành cho tất cả các dòng iPhone luôn. Cảm ơn anh Tuấn nhiều. Ốp chỉ có cái mẫu này thôi nha, dành cho tất cả các dòng iPhone. Hôm nay sale 49.000 nè. Bộ mình mặc đây, có thêm màu đỏ nữa, giá là 300.000. Body 3D in nổi. Rồi, cảm ơn cuốn con nhiều nè. Các bạn ơi, các bạn muốn đặt Messi mẫu đang mặc thì các bạn comment là số điện thoại cộng với Messi nha. Cái bộ màu đỏ, bộ màu đỏ đâu ta? Màu đỏ 3D hoa nổi. Đây, bộ màu đỏ đây bạn ơi. Có ship qua Hàn Quốc nha. Đây, ốp lông mày giá 49.000 nha, dành cho tất cả các dòng iPhone luôn. Bạn nào thích thì nhanh tay đặt hàng đi nào. Chỉ nhất ngày hôm nay là sale còn 49.000 thôi. Đẹp không? Đẹp không? Chỉ nhất ngày hôm nay là sale còn 49.000 thôi nha. Rất là sang luôn, chỉ có màu đen thôi nè. Các bạn muốn đặt cái ốp lưng này thì các bạn comment là số điện thoại cộng với ốp lưng nha. Tí nữa mẫu sẽ thử những bộ mà giảm 50% nè, nãy giờ đã có 3 bạn trúng rồi đó. Rồi, ốp lưng giá 49.000, nhanh tay đặt hàng đi nè. Messi thì mà 28 nha, có hai màu. Các bạn muốn đặt Messi thì các bạn comment là số điện thoại cộng với Messi nha. Đầm tần ren hồng này là 270 nè, ốp 5 có nha Bùi Đức Quyền. Chỉ hôm nay là sale còn 49.000 một cái ốp lưng thôi, nhanh tay đặt hàng đi nào, dành cho tất cả các dòng iPhone. Cái váy mẫu đang mặc này là 270, đây là váy tầm ren nha. Các bạn muốn đặt hàng cái váy này thì các bạn comment là số điện thoại cộng với váy tầm ren màu hồng. Cái này chỉ dành cho iPhone thôi nha, dành cho tất cả các dòng iPhone luôn, giá là 49.000. Shop ở quận 7 à, trời ơi yêu bạn váy hồng kia kìa. Cảm ơn anh Tuấn nha, bán cho cái ốp 5. Rồi Bùi Đức Quyền ơi, để lại số điện thoại cho shop đi nào. Ship Nam Định 40, tấm trắng hết hàng luôn rồi nha. Các bạn ơi, các bạn có thích cái đầm mẫu đang mặc không? Giá là 270 đó. Các bạn thích bộ này thì nhanh tay đặt hàng đi nhé. Các bạn muốn đặt hàng thì comment là số điện thoại cộng với váy tầm ren màu hồng, giá là 270 nha. Cảm ơn anh Tuấn nè, thả thính. Giá của nó là 270 nha, váy tầm ren màu hồng, ship Bình Phước 40 ạ. Bạn váy hồng xinh quá kìa, sao anh mang váy hồng vậy trời. ship Bắc Giang 40. Đầm mình đang mặc thì có 3 màu luôn, màu này nữa nè. iPhone 6 Plus rồi, có luôn nha. Đinh Thị Như Quỳnh ơi, cảm ơn bạn đã đặt ốp lưng này, giá 49.000 chỉ nhất ngày hôm nay thôi. Chỉ dành cho dòng iPhone thôi nha. Đẹp không, đẹp không? Cảm ơn Ngọc Anh ship Hải Phòng 40. Váy tầm ren màu hồng này mẫu đang mặc là 270 đó. Bộ mình là 300, có thêm
hai màu này nữa. Đây là hoa 3D in nổi nè, các bạn có thấy hoa 3D in nổi không? Giặt không sao nha, này là rất mềm luôn. Cảm ơn xài Thành Sinh ạ. Em sẽ cũng cảm ơn anh Tuấn nhiều. Giá của nó là 270 nha. Các bạn muốn đặt bộ mẫu đang mặc thì các bạn comment theo cú pháp là số điện thoại cộng với váy tường ren màu hồng nha. Giá là 270, rất là đẹp. Còn bộ mình đang mặc thì có 3 màu luôn nè, giá 300. Các bạn muốn đặt cái bộ mình đang mặc thì các bạn comment là số điện thoại cộng với là body hoa 3D nhé. Cảm ơn anh Tuấn nhiều. Shop ở quận 7 ạ, ship Đắk Lắk 40 nha, Lê Thị Thanh Huyền. Nhanh tay đặt hàng đi nào, ốp lưng 49.000 nè. Sale còn 49.000 nha, chỉ nhất ngày hôm nay thôi. Các bạn thích cái đầm dạ hội này không? Bây giờ mẫu sẽ thử nha. Cao mét 5 trở lên là mặc được trung bi ơi. Ship Phước Thuận 40 ạ. Mẫu cao, mẫu nãy cao 16 á. Ship ốp lưng chỉ còn duy nhất ship ốp lưng là ngày duy nhất hôm nay là sale còn 49.000 thôi. Ngày hôm sau là đổi giá cũ nha. Chỉ duy nhất ngày hôm nay sale còn 49.000 thôi. Bạn nào thích thì nhanh tay lên nào. Cảm ơn Hà Còi nhiều. Bộ đó free size từ 40 đến 55 kg là mặc vừa đó Vũ Hồng. Có ship Phú Yên nha 40.000 thì ship Bốc Kiều Trang ơi. Zoom dài, giả hết zoom dài rồi. Cảm ơn Phương An nhiều nè. Các bạn ơi, các bạn nhanh tay share đi nào. Bây giờ thì mẫu đang thử cái bộ mà sẽ giảm 50% tiếp theo á. Đây là bạn thứ tư nha, bộ thứ tư. Bạn sẽ chọn ra bạn thứ tư được mua với giá là giảm đi 50%. Nãy giờ đã có 3 bạn được trúng rồi nha. Bây giờ thì sẽ chọn ra bạn thứ tư nè. Các bạn nào thích thì nhanh tay share đi nào. Bây giờ shop đang chọn đó. Các bạn phải share nha, like bay và quay lại theo dõi, mình sẽ công bố thường xuyên luôn. Nhanh tay share đi nào, nếu muốn tham gia cái này thì phải nhanh tay share nha. Share bây giờ luôn để shop đang chọn đó. Tí nữa share thì sẽ kể luôn đó nha. Áo hồng mình mặc có bán nha, giá là 300.000. Có ốp lưng iPhone 7 nha bạn. Giá 300, bộ mình đang mặc giá 300. Các bạn ơi, các bạn muốn tham gia chương trình share 50% thì các bạn phải share đi nè, share livestream này nhé. Sau đó quay lại theo dõi, mình sẽ công bố liền nè. 55kg vừa nha các Linh. Rồi đây có 3 màu. 300.000 nha. Đàn gia hội có luôn. 300 thôi, rất là đẹp. Hoa 3D in nổi. Các bạn muốn mua cái này thì các bạn comment là số điện thoại cộng với body hoa 3D. Rồi bây giờ mẫu đang thử cái bộ mà sẽ giảm 50%, các bạn có muốn không thì nhanh tay xe đi nào. 47kg mặc vừa nha, Lê Thị Thanh Huyền. Không có màu đen ạ, chỉ có màu đỏ và màu kem thôi. Đây bộ này giảm 50% nha. Bộ này 280 giảm còn 140 nè. Các bạn nào thích không nhanh tay xe đi nào. Các bạn muốn đặt hàng thì comment theo cú pháp là số điện thoại cộng với set công sở màu hồng nha. Bộ này giảm 50% đó các bạn ơi, từ 280 giảm còn 140. 56kg mấy số 5 mặc vừa nha Hà Phạm. Cảm ơn Hà Còi nhiều. Bộ này giảm 50% á. Cảm ơn Thắng Trung Thủy nha. Từ 280 giảm còn 140 này. Có bạn nào thích thì nhanh tay để lại comment theo cú pháp là số điện thoại cộng với set công sở màu hồng. Rồi Linh Mai làm đúng cú pháp rồi nè. Linh Mai ơi, bạn đã share livestream này chưa? Rồi cho bạn Linh Mai đi. Rồi Linh Mai đã share rồi thì chúc mừng Linh Mai đã là người trúng cái bộ này nha. Cặp Linh Mai ơi, bạn chụp màn hình lại giúp mình nào. Linh Mai ơi, chụp màn hình lại giúp mình bộ này nha. Bạn là người tiếp theo được shop chọn để mua bộ này với giá là 140 đó. Set công sở màu hồng này nha. Linh Mai chụp màn hình lại chưa nào. Linh Mai nhanh tay chụp màn hình lại rồi inbox hình cho shop nha. Bạn là người tiếp theo được shop chọn để mua bộ này với giá là 140. Rồi mẫu qua mẫu khác rồi nè. Hôm nay thì còn rất nhiều mẫu luôn á. Nên các bạn cứ share đi nhá, shop chọn từ bây giờ luôn nè.
Rồi mình chụp bạn inbox hình qua cho shop nha. Chúc mừng bạn nhiều. Các bạn ơi, các bạn nhanh tay xe đi nào, shop đang chọn đó. Hôm nay có nhiều mẫu giảm 50% lắm. Đã có 4 bạn được shop chọn để mua đồ giảm 50% rồi. Các bạn nào thích là người thứ 5 thì các bạn nhanh tay xe đi nhé. Chỉ cần xe là được thôi. Xe và sau đó nhanh tay quay lại comment thiệt là nhanh luôn thì sẽ được. Nãy giờ đã có nhiều bạn rất là nhanh tay luôn và các bạn đó đều được rồi nhé. Bí quyết là các bạn hãy xe về bây giờ. Sau đó thì tí nữa mà mẫu ra cái bộ đó thì các bạn nhanh tay comment thì là được nhé. Các bạn ơi, đáng lẽ là tấm trắng đã hết rồi, nhưng mà đã có một bạn không lấy được thì giờ còn duy nhất 2 bịch tại shop thôi nha. Nãy đã có bạn nào mà đặt hàng mà hết rồi đó thì bây giờ các bạn đặt lại giúp mình đi nè. Tấm trắng còn bột trà xanh thôi, còn duy nhất 2 bịch. Hồi nãy đã hết hàng rồi nha, nhưng mà đã có một bạn thì không lấy nên bây giờ thì sẽ còn 2 bịch duy nhất tại shop. Hết hàng thì sẽ hết luôn. Nên nãy bạn nào mà đặt mà hết hàng rồi đó thì các bạn đặt lại giúp mình nha. Rồi, cảm ơn Huyền Ngọc đã đặt tấm trắng nè, còn một bịch duy nhất nè. Còn một bịch duy nhất nha. Rồi, Ngọc Vân đã đặt tấm trắng rồi. Hết hàng luôn rồi nha, cảm ơn các bạn nhiều. Hết hàng luôn, hết hàng tấm trắng rồi. Cảm ơn các bạn nhiều nha. Bây giờ hồi mẫu đang thử đó. Bộ mình đang mặc là có 3 màu luôn nè. Váy dạ hội nè, các bạn thích váy dạ hội không? Hôm bữa có màu tím nhưng mà hôm nay hết màu tím rồi. Hằng Nguyễn ơi, hết tấm trắng rồi bạn ơi. Các bạn đặt hàng nhiều quá nên là hết tấm trắng rồi. Váy dạ hội này là 207 nha. Váy dạ hội này hôm bữa có màu tím nữa nhưng mà hôm nay hết màu tím rồi nè. Giá là 207, rất là xinh luôn đúng không? Váy dạ hội 208 á, lộn 207. Đây các bạn ơi. Anh các bạn ơi, các bạn nào còn thích kem dưỡng không? Kem dưỡng đây 250 nha. Còn đúng 3 hộp thôi. Các bạn nào mà xài tấm trắng thì sau cái bước mà tấm trắng rồi thì chúng ta phải cần kem dưỡng nữa. Đây, kem dưỡng là chỉ còn 3 hộp duy nhất thôi. Giá là 250 một hộp. Có trắng nha, kem dưỡng thì phải trắng đó là Đàn Y Dung ơi. Các bạn ơi, các bạn nào chưa mua được tấm trắng thì các bạn nên mua kem dưỡng này nha. Thành phần và công dụng của nó đã có trên hộp, có mã vạch hết rồi nên các bạn không phải lo nè. Các bạn nào chưa mua được tấm trắng thì nên mua kem dưỡng nha. Chỉ còn 3 hộp duy nhất tại shop thôi, giá là 250 một hộp. Hôm nay thì các bạn tham gia rất là nhiệt tình á, nên shop sẽ giảm cho các bạn nhiều nên các bạn không phải lo. Hết màu trắng rồi, chỉ có duy nhất màu vàng này thôi à. Giá bộ mỗi đang mặc là 270 nha. Kem dưỡng này là 250 một hộp, chỉ còn duy nhất 3 hộp thôi. Nãy có nhiều bạn đặt tấm trắng nhưng mà hết hàng rồi thì các bạn nên mua kem dưỡng này nha. Kem dưỡng này thì nó dưỡng ẩm cho da và trắng da nữa nè. Đây hộp của nó đây. Một hộp kem dưỡng này là 250 nha. Chỉ còn duy nhất 3 hộp tại shop thôi. Các bạn thích kem dưỡng này không? Kem dưỡng này rất là tốt nha. Trắng da mà dưỡng ẩm cho da nữa nè. Các bạn nào chưa mua được tấm trắng hoặc là mua tấm trắng rồi thì cũng nên xài thêm bước kem dưỡng nữa cho da đẹp lên nhé. Giá là 250 chứ còn duy nhất là 3 hộp tại shop thôi. 3 hộp cuối cùng. Hết hàng là hết luôn nha. 51kg mặc vừa đó hàng hàng ơi. Chỉ còn duy nhất màu vàng này thôi. Hôm bữa có màu trắng, màu tím nữa nhưng mà hết màu tím rồi. Chỉ còn duy nhất màu vàng này thôi nha. Giá là 270. Dạ hội này 270 nha. Còn màu vàng thôi nè. Các bạn nào muốn mua cái đầm này á thì các bạn comment theo cú pháp là số điện thoại cộng với đầm dạ hội vàng. 1m57 mặt vừa không có dài lắm đâu nha Ngọc Vân. Giá là 270 đó cục ba rọi ơi. Dạ hội không giảm 50% nha. Hoàng Hằng ơi, chị để lại số điện thoại cho shop em nha. Đầm dạ hội này giá 270 đó, có màu tím nhưng mà hết màu tím đâu nè, chỉ còn màu vàng thôi. Mặt rất là sáng da nè. Hello Trần Vũ Bảo. Giá là 270, các bạn nào thích không nè. Mẫu cao mét 6 đó Trần Thảo Lương.
có thêm làm kiểu làm dạ hội cổ này như này nữa nè. Bộ này thì 300 nhá, còn bộ mẫu đang mặc là 270. Giảm 50% nãy giờ đã có 4 bạn được trúng rồi đó, nên giờ các bạn cứ share đi, tới nếu mẫu sẽ thử những bộ mà giảm 50% tiếp theo nha. Nãy giờ đã có 4 bạn được mua đầm giảm 50% rồi. Chào Đương Ngốc. Hello hello Thu Ngân nè. Dạ hội màu vàng. Dạ Hoàng Hằng ơi, chị đặt cái bộ này thì chị comment lại số điện thoại cho mình nha. Bán on hiện. Rồi cảm ơn sau tất cả. Nãy giờ đã có 4 bạn được mua những cái đầm với giá là giảm 50% rồi. Bạn nào thích mua thì các bạn hãy cầm, hãy share đi nè. Mặt đầm dạ hội đỏ này hả? Rồi đầm dạ hội nãy, đầm dạ hội đỏ này 300 nha. Hết màu khác rồi Nguyễn Huyền Như ơi. Đầm dạ hội bán rất là chạy luôn á, nên các bạn nhanh tay đặt hàng đi nào. Dạ hội đỏ. Dạ hội, mẫu đang thử dạ hội đỏ nè. Còn bạn nào muốn mua đồ giảm 50% không? Bạn nào muốn mua đồ giảm 50% thì các... Đây, 4 bộ đây là sale đã có chủ rồi nha. Mình sẽ cho các bạn xem lại nè. 4 bộ này là đã có chủ rồi. 4 bộ này là giảm 50% á. Từ 208 giảm còn 140 nha. Đã có chủ rồi. Rất là đẹp luôn. 4 bộ đó đã có chủ rồi nha. Còn nhiều bộ lắm nên các bạn cứ share đi nè. Còn nhiều bộ lắm nha. Các bạn cứ share đi thì shop sẽ chọn cho các bạn nè. Còn em ơi, còn Kim Hoa. Còn nhiều bộ giảm 50% lắm nha. Hôm nay shop chơi lớn mà. Hôm nay là ngày cá tháng 4 nhưng shop sẽ không lừa ai đâu nha. Dạ hội từ 40-55 á. Nguyễn Thu Thủy ơi. À nhò CEO. Các bạn muốn bộ hồng kem mình đang mặc là 300 ngàn đó nguyên đạn. Có màu này nữa nè. Cái này là hoa 3D in nổi, các bạn có thấy không? Hoa 3D in nổi nha, rất là mềm. Đầm vàng dạ hội đó hả Linh Tây ơi. Váy vàng nè, váy vàng là giảm 50% là 208 giảm còn 140 đó. Mà đã có chủ rồi. Hồi nãy là đã có một bạn được nhận rồi nha. Đã hết hàng rồi các bạn ơi. Hai. Đúng rồi, chọn người mua chứ không phải ngẫu nhiên nhé. Nãy giờ đã có 4 bạn được chọn rồi. Các bạn ơi, các bạn có biết bí quyết để được shop chọn là gì không? Là các bạn phải share đi, share từ bây giờ. Sau đó thì mẫu thử mẫu nào mà mình thông báo là giảm 50% á, thì các bạn nhanh tay comment liền thì sẽ được nha. Mình sẽ chọn ngay lập tức luôn, chọn liền luôn nha. Đầm dạ hội nãy chị, đầm dạ hội vàng đó hả Hồng Thắm. Đầm dạ hội vàng mà lịch vai là 270 á, còn đầm dạ hội đỏ này là 300 nha. Còn nha Thảo Vũ Phương. Cảm ơn Hiền Hoàng nè. Body đỏ, dạ có chị ơi. Đây body đỏ, em sẽ cho chị coi nha. Đây. Body đỏ là 250 hết á. Body cấp ngực. Và bộ này body cấp ngực này nữa nè. 250 hết á. Tuyết Minh ơi, chị có thấy không? Còn nha Nhi Mộc. Cảm ơn Nguyễn Trường này, bộ chị mặc là 300 ngàn nha. Nãy giờ đã có 4 bạn được mua 4 bộ giảm 50% rồi, rất là đẹp luôn. Bộ này chỉ có màu đỏ thôi nha, không có màu trắng nè. 47 tuổi. Chị ơi, chị theo dõi livestream này nha, có nhiều loại lắm. Thank you Brian. Không hề câu like một tí nào nha, hôm nay thì shop sẽ tặng thật. Bởi vì shop đã có địa chỉ của các bạn rồi, tí nữa shop sẽ ship cho các bạn nhé. Bạn nào không tin thì không tham gia cũng được nè. Các bạn không tham gia thì đừng có tiếc nha, bởi vì rất dễ trúng. Rồi Hoàng Hằng ơi, bạn đặt bộ màu đỏ này, bạn để lại số điện thoại cho mình nha. Cảm ơn Tuấn Minh Phạm ạ. Rồi cảm ơn chị Tuyết Minh. Zoom hồi nãy đã có 2 bộ Zoom mà giảm 50% rồi đó Phương Mát ơi, đã có chủ rồi. Còn bây giờ thì chị hết Zoom rồi. Mua giảm giá, các bạn muốn tham gia chương trình giảm giá 50% này các bạn phải share nha. Share livestream này sau đó quay lại theo dõi. Khi nào mình thông báo là mẫu đang mặc bộ giảm 50% á, thì các bạn nhanh tay comment là mình sẽ chọn liền luôn nha. Nãy giờ đã có 4 bạn rồi nè. Cho em xem cái body đỏ rồi.
Vé dạ hội 50kg vừa nha KT Nguyễn. Rồi bạn nào đã share rồi thì bạn quay lại theo dõi livestream này đi nè. Giá bộ này là 300.000 nha. Mặt rất là đẹp, từ 40 đến 55kg là mặt vừa. Váy công chúa hả? Tí nữa mẫu sẽ thử nha. Body đỏ á, mình cho các bạn xem lại nè. Đây là body cúp ngực nha. Body đỏ này là giá là 250. Cúp ngực này nữa nè. Zoom giảm 50%, có hai bộ là có chủ hết rồi. Hết zoom rồi nha. Body đỏ nữa nè. Bộ này 250 nha. Cảm ơn Tuấn Mèo nhiều. Bộ mẫu đang mặc là 300.000 á. Body có tay hết rồi Tuyết Minh ơi. Đầm. Rồi cảm ơn Như Nabi đã đặt hàng nè. Đầm công chúa không sale nhé. À bây giờ thì mình mẫu sẽ thử lại đầm công chúa cho các bạn coi nha. Chào Nguyên Tươi. Các bạn ơi, các bạn nhanh tay đặt hàng đi nào. Body tua rua này 280 nè. Hôm qua có màu đỏ nữa nhưng mà hết màu đỏ rồi. Có nhiều đồ giảm 50% nữa nha. Bông Tuyết ơi, bạn theo dõi livestream này đừng quên share nha. Body tua rua này còn màu vàng thôi, giá là 280. Đây là body cúp ngực nha. Share rồi thì quay lại theo dõi livestream này đi nào. Tí nữa mình sẽ công bố liền nè. Các bạn ơi, các bạn muốn tham gia thì các bạn phải share nha. À, các bạn muốn đặt hàng thì cũng đừng quên cú pháp đặt hàng là số điện thoại cộng với tên sản phẩm. Body cúp ngực đỏ hả Linh Mai? Bây giờ mẫu đang thử đầm công chúa nha. Bộ này rất là đẹp, bộ này 250 luôn. Có 3 màu là màu đỏ, màu đen và màu vàng này nữa nè. Bạn nào share rồi thì quay lại theo dõi livestream này đi nha. Bạn nào không thích mặc cúp ngực thì mặc body rớt vai này cũng đẹp nè. Giá của nó là 250, có hai màu vàng và màu hồng. Đây là rớt vai nha. Bạn nào không thích mặc cúp ngực thì cái này cũng được nè. Giá là 250, rất là đẹp. Em tính là cho mọi người nói lên nữa. Mua hồng để vô. Các bạn ơi, bộ của mình là 300.000 nha. Các bạn có thích bộ của mình không? Các bạn muốn đặt bộ mình mặc á, thì các bạn hãy comment là số điện thoại cộng với body hoa 3D nha. Đây là hoa nổi, giặt không có bị sao hết, giá 300. Các bạn muốn đặt hàng thì các bạn nhớ comment theo cú pháp là số điện thoại cộng với body hoa 3D nha. Các bạn ơi, bộ đồ mình đang mặc trị giá là 350k nha. Có màu hồng nè. Màu hồng dâu rất là đẹp luôn, thiên hoa màu đỏ. Giảm 50% là có 4 mẫu đã có 4 bạn đã sở hữu rồi. Một xíu nữa Sớ sẽ chọn ra nữa nha. Kem chưa khuyết điểm à? Kem chưa khuyết điểm là hết rồi. Đây, ai hết bộ này của mình không? Bộ này của mình là 350k nè. Bộ yếm rất là đẹp luôn, màu hồng dâu. Bên Sớ còn có màu đen nữa nha. Chị Tuyết Linh ơi, còn một chai kem khuyết điểm với chị đặt thì chị để lại số điện thoại cộng với là kem chưa khuyết điểm đi nha. Đây nè, trên tay của mình là đầm công chúa đen. Rất là hot luôn, hàng này cực khủng này nha. Rất là êm. Đây, không kém về chiều cao lẫn thân nặng nha các chị. Chị Tuyết Linh ơi, chị đặt không vậy? Chị đặt thì chị để lại số điện thoại cộng với kem chưa khuyết điểm đi, bên em sẽ gọi tư vấn cho chị liền đó. Đây rất là êm luôn. Bên cạnh đó một mẫu rất là hot là mẫu đầm body bèo ngực nè, màu vàng. Chị Tuyết Linh ơi, làm bộ kem cây chứa khuyết điểm là 168.000 đó chị. Có ship luôn Minh Xuân ơi, ship là 40k phí ship tỉnh đó nha. Cái nè, bộ trên tay của em chỉ 250k thôi. Bèo ngực rất là êm, kim tuyến lấp lánh, chất lượng thì khỏi chê, có cái ngực và có độ dạng nữa này nha. Chị Tuyết Linh ơi, cái họ
Cái tiếp cho khuyết điểm là 169.000 nha chị. Đợi bao xíu đi chị Kim Loan ơi. Vương Vương ơi, bao đề bàn ngực màu đỏ và ba shop hết hàng rồi, chỉ còn màu này nữa thôi à. Chị Tuyết Linh ơi, bên em còn đúng một chai này thôi chị ơi. Chị đặt thì chị để lại số điện thoại cộng với cho em cái trang khuyết điểm đi. Bên em chỉ còn một cái gì thôi à. Mai Xuân Hường ơi, bộ này của em mặc là 350k đó chị. Đây nè, bộ đầm của con người mẫu mặc là 250 nha. Rất là êm luôn. Đầm body lụa phi bóng, cổ chân trâu phía trên rất là dễ thương. Rồi ok chị Hương Linh Phạm nè, chị làm đúng cú pháp rồi. Chị Tuyết Linh ơi, chị đặt hàng nha, chị để lại số điện thoại cùng với tên sản phẩm giúp em nha. Cảm ơn chị Hương Linh Ly Phạm nè. Đầm hoa 3D màu kem rồi, cảm ơn chị Hương Ly Phạm nha. Bộ mình mặc ấy là body của ngọc trai, có thêm màu đỏ và màu đen nữa, giá là 250 thôi, rất là đẹp. Vải là vải lụa nha các bạn, mặc sang lắm. Đầm công chúa màu hồng này là 350 nè. Không có đồ cho con trai đâu. Đầm công chúa màu hồng này là 350, có thêm màu đỏ và màu đen nữa nha. Đầm công chúa không tay này các bạn nào thích không? Nhanh tay đặt hàng đi nào. Các bạn muốn đặt đầm công chúa này thì các bạn comment là số điện thoại cộng với đầm công chúa nha. Nhớ ghi rõ màu của các bạn chọn để nhân viên biết và chốt hàng cho các bạn nè. Kem chay khuyết điểm chỉ còn một tiếp duy nhất tại shop thôi, giá là 169.000, các bạn nào đặt không? Nãy thì có 5 tiếp luôn, nhưng mà bây giờ thì chỉ còn một cái duy nhất thôi. Shop mình ở quận 7 nha, mẫu quay đằng sau nè. Đây đằng sau có váy công chúa đây, giá váy công chúa là 250, rất là đẹp. Có 3 màu nha, màu đỏ và màu đen nữa. Đầm cúp ngực có nha bạn ơi. Đầm cúp ngực nè, đầm cúp ngực này 208 nha. Mình sẽ cho bạn xem đầm cúp ngực đỏ nữa nè. Cúp ngực đỏ chân châu này là 250. Có tay nha bạn, đầm công chúa có tay nè. Các bạn nào không thích đầm công chúa không tay thì cũng có tay nha. Shop ơi, mới nãy em chấm zoom mà không được vậy. Bạn ơi, bạn chụp màn hình lại rồi bạn gửi hình qua inbox cho shop nha. Nhân viên sẽ gửi hàng cho bạn nè. Nãy bạn đã trúng rồi đó. Giá là 140 nha. Sale 50% là từ 208 còn 140 đó bạn Vương Vương ơi. Bạn chụp màn hình nãy rồi á thì bạn gửi hình cho shop nha. Cúp ngực ngọc trai mình đang mặc nè, giá là 250, có 2 màu này nữa nè. Đầm công chúa có tay rồi, mẫu sẽ thử cho các bạn coi. Đây nhá, màu đỏ nha. Bộ mình mặc thì có 2 màu này nữa nè. Các bạn có thích không? Đầm dạ hội còn nha bạn. Chụp rồi mà nói không phải hả? Bạn inbox lại đi nào. Nhân viên chắc là nhân viên sơ sót. Đến bây giờ thì nhân viên đang coi lại nè. Từ 40 đến 55kg lên mặt vừa nha Nguyễn Thị Bé Lài. 55kg mặt vừa luôn, gái một con. Đầm dạ hội 55kg mặt vừa. Có sỉ nha bạn Thu Trinh ơi. Bạn inbox cho sót đi nè. Đầm cúp ngực hoa đen này nữa nè. Hôm bữa có màu vàng, màu đỏ đó, nhưng mà hết rồi, chỉ còn màu đen thôi. Giá là 250. Đây đầm rớt vai hoa 250. Đầm này body nhá. Body hồng này nữa nè, 250 luôn. Rất là đẹp nha các bạn. Linh Nhê, em muốn mặc cái nào nè? Bây giờ thì mẫu đang mặc đầm công chúa có tay đó. 55kg mặc vừa tất cả các đầm luôn đó, si heo. Đầm công chúa có nha, có hai loại là có tay và không tay đó bạn ơi. Đầm công chúa có tay mẫu đang mặc nha, màu đỏ, bây giờ thì có màu xanh nữa nè. 208 được giảm 50%, đúng rồi bạn ơi. Những bạn nào mà được chọn mới được giảm nha. Nãy đó có bạn trúng tất cả các nãy có bạn trúng mà mấy bộ bên shop á là từ 208 giảm còn 140.
các bạn chụp màn hình lại rồi thì các bạn nhớ inbox cho shop để nhận hàng nha. Đây đầm công chúa có tay đó, có thêm hai màu, màu đỏ và màu xanh. Chị hả? Chị cao mét 65, nặng 49kg em ơi. Đầm công chúa có tay là 350 nha, shop ở quận 7 đó Phạm Tú Quyên. Ốp lưng giá 49.000 nè, ốp lưng hôm nay sale còn 49.000 thôi. Các bạn nào thích ốp lưng này không? Dành cho tất cả các dòng iPhone nhé. Ốp lưng này rất đẹp luôn, dành cho tất cả các dòng iPhone, giá là 49.000, chỉ duy nhất ngày hôm nay thôi nha. Quay sau lưng xem nào, địa chỉ shop đã để ở fanpage rồi đó, có hai màu nhé các bạn, giá là 350. Có màu xanh nữa nè, rất là đẹp luôn. Các bạn đã thích đầm công chúa này thì các bạn nhớ cú pháp đặt hàng không nào, đó là comment số điện thoại cộng với đầm công chúa có tay nha. Chị mẫu mới quay sau luôn, rồi chị mẫu quay sau lại cho mọi người coi nè. chỉ dành cho dòng iPhone thôi nha. Rồi đây, tí nữa mẫu sẽ mặc màu xanh. Bây giờ thì mẫu sẽ mặc cái này cho mọi người coi lại nè. Cái này rất là đẹp luôn á, rất là sang. Số lượng còn rất ít thôi nha, do các bạn đặt hàng rất nhiều luôn. Các bạn ơi, các bạn nhanh tay đặt cái này như nè, giá là 250 đó. Các bạn ơi, nhớ bật thông báo nha, chiều nay lại like nữa nè. Bạn nào mà chưa được shop chọn để mua 50% á, thì các bạn bật thông báo livestream này đi, để chiều nay lại like và tham gia nữa nè. Xe để chế độ công khai nha bạn. Bộ mình đang mặc thì có màu đỏ và màu đen nữa, giá là 250 nha. Ốp này là dành cho tất cả các dòng iPhone, từ iPhone 5 đến iPhone 7 cũng có nha Ngọc Vũ. Kem trang khuyết điểm cho con bú xài bình thường nha Tuyết Linh, không có ảnh hưởng gì hết đâu. Đầm công chúa không giảm ạ. Body của Ngọc Trai này là 250 nè, bộ mình đang mặc vải lụa nên nha các bạn, mặc rất là sang luôn. Em mặc thử cái kiểu đầm em đang mặc, chị ngoài Bắc mình cái kiểu đang mặc mình thấy dễ thương. Cái đầm em đang mặc đó hả, là em đang mặc nè, là giá là 250 đó chị. Cảm ơn Xuân Nhóc nha. Ốp là giảm còn 49.000 đó Trần Uyên ơi. Các bạn cứ theo dõi đi nha, hôm nay sẽ có rất nhiều đồ được giảm 50%. Các bạn cứ theo dõi đi nào. Sương Mai ơi, bạn đặt kem trang khuyết điểm thì bạn để lại số điện thoại cho shop nha. Bộ body ngọc trai này mình đang mặc là giá 250. Các bạn muốn đặt cái này thì các bạn nhớ cú pháp là số điện thoại cộng với body của ngọc trai nha. Hôm nay nhiều có 3 màu luôn. Hôm nay nhiều bạn xem có số bán là 49.000. Các bạn ơi, hôm nay các bạn tham gia với shop rất là nhiệt tình luôn. Tí nữa sẽ có một bộ rất đẹp được bán với giá là 49.000 đó, các bạn nào trông chờ không nè. Rất là đẹp luôn nha, được bán với giá 49.000 thôi, dành cho những bạn nào mà tham gia từ đầu giờ tới đến giờ. Các bạn cứ xe liên tục đi. Bây giờ shop đang chọn đó. Các bạn thích cái body mình đang mặc không, nhanh tay đặt hàng đi nào. Đặt hàng không hết hàng rất là tiếc nha, có màu đen nữa nè. Đen, đỏ và xanh, các bạn thích cái nào thì ghi cho đầy đủ nha, để nhân viên chốt hàng cho các bạn, giá là 250. Ship Tây Ninh 40 em ơi. Hai mẫu bán 49.000 luôn. Có hai mẫu bán giá 49.000 nè. Cái bộ mẫu đang mặc thì có màu đen và màu đỏ nữa, giá là 250. Làm sao để được giảm? Chị gái một con ơi, chị share livestream này đi nào, sau đó thì quay lại nha. Bao giờ em thông báo là mẫu đang thử thì các bạn hãy comment theo cú pháp là số điện thoại cộng với bộ cái tên sản phẩm đó nha, thì mình sẽ chọn trực tiếp luôn. Cảm ơn Xuân Nhóc nhiều nha. Off đây, dành cho tất cả các dòng iPhone luôn, giá 49.000 nha. Đây, từ iPhone 5 đến iPhone 7 nè, rất là đẹp luôn nha. Có đẹp không? 49.000 nha. Váy hạng cườm này đó hả em Lan Anh ơi, có phải váy body này không? Body chị đang mặc là 250 nha. Bạn nào đã share rồi thì bạn quay lại theo dõi livestream này đi nào. Váy cúp ngực đỏ ngọc trai 250. Cái em mặc là 250 đó chị Thơm Xuân ơi. Đầm mẫu đang mặc 55kg vừa nhé, đây là đầm bèo. Các bạn muốn mua đầm này thì các bạn comment là số điện thoại cộng với đầm bèo nè, giá là 250. Cúp ngực Turo 280 nè. C-
ngực. Turu này 280 nha, hôm bữa có màu đỏ nhưng mà hết màu đỏ rồi, chỉ có màu vàng thôi. Rồi em sẽ đứng lên đi chị coi. Body mẫu mặt có giảm không? Dạ không ạ, body mẫu mặt thì giá là 250 đó. Bộ đầm body hoa rớt vai này là 250, có hai màu. Có hai màu nhé các bạn. Các bạn nào không thích mặc cấp ngực thì các bạn mặc cái này cũng được nè. Có màu hồng và màu vàng đó. Đây rất đẹp luôn. Các bạn nào không thích mặc cấp ngực thì các bạn nên mặc cái này nhé, rất là đẹp. Body hoa rớt vai. Có màu đen bộ chị kia vừa mặc không ạ? Có nha em. À, hiện tại thì không để sẵn ở đây á, nhưng mà có màu đen và màu đỏ nữa. Thử mấy mẫu cấp ngực hả? Bây giờ mẫu đang thử cái bộ mà giảm 50% nè. 55kg vừa nha. Dạ hội không giảm ạ. 58kg không vừa đâu Thảo Vũ Phương ơi. Từ 40 đến 55kg là vừa thôi. Bây giờ thì mẫu đang thử cái bộ mà giảm 50%. Các bạn nào thích tham gia thì các bạn hãy share đi nhé. Và quay lại theo dõi đi nè. Bây giờ mẫu đang thử bộ mà giảm 50% đó. Áo sơ mi 99.000 các bạn nào thích không? Áo sơ mi 99.000 thôi các bạn nào thích không? Mẫu đang sẽ thử cho các bạn coi nha. Màu vàng nè em ơi. Màu vàng nè. Giá 250 nha. Có ai thích cái bộ này thì nhanh tay chụp màn hình lại và gửi cho shop đi nào. Hoặc là các bạn comment theo cú pháp là số điện thoại cộng với body rớt vai màu vàng nha. Tại inbox rất là nhiều nên shop sợ sẽ sót inbox các bạn đó. Rồi áo sơ mi sẽ bán với giá 99.000, mẫu tí nữa sẽ thử cho các bạn coi. Đầm xòe nơ đây 250, có màu đỏ nữa nhé. Đầm xòe nơ 250 nè. Áo sơ mi 99.000 đó. Áo sơ mi 99.000 nha, các bạn nào thích không? Đây, không bán chân váy nha, áo sơ mi 99.000, rất là đẹp. Có bạn nào muốn mặc áo sơ mi này không? Rất là đẹp nha, chỉ giá 99.000 thôi. À, áo màu vàng chân váy màu đen. Các bạn ơi, các bạn muốn mua cái áo sơ mi này với giá 99.000 thì các bạn hãy comment là số điện thoại cộng với áo sơ mi nha. Các bạn nhớ share mới được nè. Các bạn phải share mới được tham gia nè. Áo sơ mi này shop bán với giá 99.000 thôi, rất là đẹp. Không bán chân váy nha, chỉ có áo sơ mi thôi. Ai mua thì nhanh tay để lại cú pháp là số điện thoại cộng với áo sơ mi nào. 49kg vừa nhá Minh Khôi. Áo sơ mi này bán với giá 99.000 thôi nè, 53kg mặc vừa. Bạn nào muốn mua áo sơ mi này thì các bạn hãy comment là số điện thoại cộng với áo sơ mi nha. Rồi cảm ơn Lưu Thảo Ly để đặt hàng nè. Rồi cảm ơn Không Tên. Không Tên ơi, bạn chụp hình lại giúp mình nha, chụp màn hình lại đi nào. À, được người, bạn là người được mua áo sơ mi này với giá 99.000 thôi nha. Các bạn ơi, các bạn muốn mua áo sơ mi này với giá 99.000 thì các bạn comment là số điện thoại cộng với áo sơ mi nha. Rồi, áo sơ mi này có chủ rồi. Chúc mừng Không Tên lần thứ hai nha. Không Tên nãy giờ đã trúng hai lần rồi đó. Bạn nào thích coi lại có Turu này thì đây nè, 280. Bạn nào nãy hỏi có Turu này thì đây, 280 nha. Các bạn ơi, các bạn muốn mua cái Turu này thì các bạn comment là số điện thoại cộng với body Turu. Sơ mi nãy đã có chủ rồi nè, chúc mừng Không Tên ạ. Sơ mi đã có chủ rồi nha, Không Tên đã trúng hai lần rồi đó. Các bạn đừng thoát ra các bạn, bây giờ mình sẽ công bố liên tục luôn đó, nên các bạn đừng thoát ra nha, sẽ tiếc lắm nè. Các bạn nào đã share rồi thì nhớ theo dõi liên tục luôn nha. Ốp iPhone 7 đây. Giá là 250 dành cho tất cả các dòng iPhone, giá là 49.000 ạ. Ốp lưng iPhone giá 49.000 dành cho tất cả các dòng iPhone luôn. Đầm rớt vai từ 40 đến 55kg là mặc vừa đó bạn Nguyễn Lành. Ốp nè, ốp iPhone nè. Đầm 2 dây màu hồng có nơ ở trước. 2 dây màu hồng, à đây 250 nha bạn. Đây là đầm xòe đó, rất là đẹp. Mặc rất là đẹp nha. Đầm Turu đây, bạn nào thích thì nhanh tay đặt hàng đi nào. Đầm Turu 280. Ốp này chỉ dành cho iPhone thôi. Có nha, có iPhone 7 Plus nha, chưa Phương Trần Nam.
Bộ này 250 nè. Các bạn thích không? Áo đen không? Cảm ơn Vũ Hải nha. Thử lại kiểu em vừa cầm là cái nào chị ơi? Cái này hả? Có phải body cúp ngọc guru này không? Mặc thử đi chị biết không? Tí nữa mẫu sẽ thử nha các bạn. À, bộ mẫu đang mặc là 250 đó, các bạn nào thích không nè? Nhanh tay đặt hàng đi nào. Váy em đang mặc có 3 màu luôn chị ơi, đây. Váy em đang mặc có 3 màu luôn. Bạn Phương Trần Nam ơi, bạn muốn đặt ốp lưng thì bạn comment là số điện thoại cộng với ốp lưng nha. Vũ Hồng ơi, mình không thấy comment của bạn đó, bạn comment lại đi nè. Nhiều comment quá nên mình đọc không kịp đó. Có ai mua mẫu này không nè? 250 nha. Có ai mua mẫu này thì nhanh tay đặt hàng đi nào. Các bạn muốn đặt cái này thì các bạn comment là số điện thoại cộng với váy hồng nha. Các bạn muốn mua cái này rồi, cảm ơn Ngọc Vũ đã đặt hàng ốp lưng nè. Các bạn muốn mua cái này thì nhanh tay đặt hàng đi nào, mình sẽ qua mẫu khác nha. Váy mình mặc giá là 250, 55kg vừa nha Hà Thanh chủ. Váy hồng rớt vai à, ok. Đây váy hồng rớt vai đây. Mẫu sẽ thử nha. Các bạn ơi nhanh tay đặt hàng đi nào. Hàng báo rất là chạy luôn nên là hết hàng thì rất tiếc nha. Body cấp ngọc màu đỏ nữa nè, 250. Cái này nó bay dưới đây. 250 nha. Rất là đẹp sang luôn nè. Có nơ dây treo hả? Tí nữa mẫu sẽ thử cho em coi nha. Ốp Iron Man không có bạn ơi, chỉ có mẫu này thôi, dành cho tất cả các dòng iPhone. 49.000 nha. Bạn nào thích thì nhanh tay đặt hàng đi nào. Giá sale, giá cực kỳ ưu đãi rồi đó. 49.000. Không ở đâu có hết nha. Giá này thì chỉ có tại Kali House thôi. 49.000. Bạn nào thích cái ốp lưng này thì nhanh tay đặt hàng đi nào. Các bạn muốn đặt ốp lưng thì các bạn comment là số điện thoại cộng với ốp lưng, nhớ ghi là iPhone nào nha, để cho shop biết và chốt hàng cho các bạn nè. Hồng rớt vai là vải thun đó em Nguyễn Lành ơi. Body này nữa nè, có hai màu, một vàng một đỏ, giá là 250. Có ốp iPhone 6 luôn nha. Đây màu đỏ nè, 250. Apple không có em ơi. Chị bảo là cái đầm em mặc ấy giờ chị mua thì đặt. À chị Thơm Xuân ơi, chị muốn đặt cái đầm em á thì chị comment là số điện thoại cộng với body của Trân Châu. Màu nào chị nhớ ghi cho rõ nha, để nhân viên chốt hàng cho chị nè. Ốp này chỉ dành cho iPhone thôi các bạn ơi, dành cho tất cả các dòng iPhone luôn nha. Các bạn muốn đặt hàng thì comment đi nào. À, chân váy không có bạn Xuân Việt ơi. Mình thấy comment của bạn nha Vũ Hồng. Váy hồng rớt vai này 250. Các bạn ơi còn tấm trắng nè. Tấm trắng này thì nãy chị kia đã đặt rồi, nhưng mà chị hẹn tháng sau mới lấy. Thì bây giờ mình bán luôn nha, không giữ hàng nha các bạn. Bán luôn mỗi bịch 99.000. Còn hai loại này nè, trà xanh và bột và nha đam, rất là tốt, mỗi loại 99.000 nha. Bạn nào muốn đặt tấm trắng mà hồi nãy đặt rồi á mà hết hàng á thì bây giờ các bạn đặt lại giúp mình nè. Còn hai loại này nha. Chị kia đã đặt hàng rồi á, nhưng mà chị đó hẹn tháng sau mới lấy thì shop không giữ hàng được nha. Thế mà mình bán luôn nè. Còn hai loại thôi à. Giá 99.000, các bạn muốn đặt thì các bạn comment là số điện thoại cộng với tấm trắng nha. Cảm ơn Minh Xe Bé đã đặt ốp lưng nè. Đúng rồi, tấm trắng 2 gói, 1 gói 99.000. Tại chị kia đặt rồi á mà chị đó bảo là tháng sau mới lấy thì shop không giữ hàng nè. Rồi Hà Thanh Chủ ơi, chị đặt tấm trắng thì để lại số điện thoại đi nào. Các bạn muốn đặt tấm trắng thì các bạn phải làm theo cú pháp là số điện thoại cộng với tấm trắng nha. Cảm ơn Không Tên ạ. Đã đặt nha đam rồi thì còn trà xanh thôi nè. Các bạn nào muốn đặt tấm trắng trà xanh thì nhanh tay lên nào. Giá là 99.000. Sang Nguyễn ơi, rồi đã xong. Hết hàng rồi nha. Rồi hết hàng tấm trắng rồi. Body rớt vai này 250, có màu vàng nữa, các bạn nào thích không nè. Body rớt vai 250 nha.
còn 15 thì chắc chắn thôi là tốt. À còn 15. Các bạn ơi còn tấm trắng nha, các bạn nhanh tay đi nào. Còn tấm trắng luôn nha. Các bạn nhanh tay đặt hàng đi nào. Tấm trắng còn nha, giá 99.000. Cảm ơn Linh Linh đã đặt ốp iPhone nè. Giá là 250, váy chân cho 45kg mặc vừa nha bạn Lan Anh. Qua đây mỗi năm mặc có 2 màu, giá là 250. Bây giờ thì mẫu sẽ qua bộ khác nha. Các bạn muốn đặt thì các bạn comment đi nào. Tấm trắng 99.000 nữa lên tim ơi. Bây giờ mẫu qua body này cho các bạn coi nha. Mẫu đang qua bộ khác nè. Váy công chúa màu đen 350. Tấm trắng rồi, các bạn đặt tấm trắng đi nào. Tấm trắng là giá 200, à tấm trắng giá 99.000 nha. Nãy giờ đã có rất nhiều bạn đặt luôn á. Còn 14 bịch, còn 14 bịch cuối cùng. Nãy đã có chị kia đặt nhưng mà hẹn tháng sau lấy thì shop không giữ hàng được đâu nha. Bây giờ thì shop bán luôn. Đã có 5 bạn được mua hàng giá giảm 50% rồi nha bạn Bích Hà. Đã có 4-5 bạn là người sở hữu cấp bộ đó rồi. Các bạn muốn tham gia thì các bạn phải share đi nè. Bộ mình đang mặc là 250 đó, với công chúa 350 nè. Bộ mình đang mặc là 250 đó các bạn ơi, có 2 màu nữa là màu đỏ và màu đen. Tấm trắng còn nha, là có 2 loại là trà xanh và nha đam. Tấm trắng trà xanh và nha đam nha, giá 99.000 một gói. Với công chúa 40kg vừa nha, Thanh Huyền Nguyễn. Rồi cảm ơn vợ của Phúc. Bạn ơi bạn để lại số điện thoại cho mình đi nào. Hai gói hai loại rồi. Cảm ơn Hà Thanh Trù nhiều. Mình thấy rồi cảm ơn Đai Xin Lớp đã đặt bánh trắng nha. Còn 11 bịch cuối cùng nè. Váy công chúa 350 à. Váy công chúa 350 nha. Body mẫu đang mặc thì giá là 280. Còn áo sơ mi trắng dạ còn nha Hồng Nguyễn. Các bạn cứ share đi nào, các bạn share và comment theo dõi livestream liên tục. Mình sẽ công bố liên tục là bạn nào được mua hàng giảm 50% nha. Nãy đã có một chị được mua áo sơ mi còn 99.000 rồi đó. Ship Hà Nội 40 đó bạn ơi. Váy công chúa Hà Tiến cho mẫu sẽ thử lại nha. Nãy giờ mẫu thử rất nhiều luôn nè. Tấm trắng 99.000 bạn ơi. Cho mình bịch cuối. Và để lại số điện thoại cho mình đi nào gia đình nhỏ. Rồi cảm ơn Hoàng Nhung. Rớp vai là vải thun đó em. Cảm ơn Thơm Xuân đã đặt hàng nè, ship Nam Định 40 ạ. Mẫu mang thử váy công chúa đi rồi, tí nữa mẫu sẽ thử. Ship ở đâu? Ở ship tầm 2 đến 3 ngày là em nhận được rồi. Mấy bạn 54kg vừa nha Hà Thanh Chủ. Chị không tên ơi, chị chỉ trúng áo sơ mi là mua với giá 99.000 thôi nha, không có kim sa ạ. Chị không tên là chị chỉ trúng áo sơ mi mua với giá 99.000 thôi nha. Ship Hải Phòng 40. Tấm trắng này thì các bạn massage lên da khoảng 10 phút rồi sau đó rửa sạch lại với nước thôi. Đằng sau nó đã có hướng dẫn sử dụng rồi nè nên bạn không phải lo nha. Ship Quảng Nam 40 bạn ơi. Shop ở quận 7 thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn Huyền Trang Nguyễn đã đặt tấm trắng nha. Còn 9 bịch thôi. Ship Bình Thuận 40 chân ngắn ơi. Bộ này mỏng. Bộ này là 28, mẫu mặt là 28 nha. Em có đặt hàng như thế về shop rồi. Rồi cảm ơn Thấm Siêu Sinh, shop sẽ trả lời inbox của bạn nè. Váy mình đang mặc thì có màu đỏ và màu đen nữa đó các bạn ơi. Đây. Làm dạ hội tí nữa mọi sẽ thử nha. Còn 6. Còn 8 bịch tấm trắng cuối cùng nè. Thì cái váy chân châu nha, em đặt trái đầm rớt vai màu hồng. Lan Anh ơi, em để lại comment khác đi nào. Em đã để lại comment là số điện thoại cộng với đầm rớt vai màu hồng nha. Sơ mi trắng tí nữa mẫu sẽ thử lại cho các bạn coi. Giảm còn 99.000 á. Ốp lông nè. Ốp lông xe 49.000 nha. Ốp lông xe 99.000. À, xe 49.000. Ốp lông dành cho tất cả các dòng iPhone xe 49.000 rất là đẹp.
Chỉ duy nhất ngày hôm nay còn 49.000 thôi nha. Các bạn muốn đặt ốp lưng này thì các bạn comment là số điện thoại cộng với ốp lưng. Nhớ ghi rõ iPhone nào để cho nhân viên biết nha. Đầm không có big size nha, free size từ 40 đến 55kg ạ. Đầm rớt vai màu hồng 250. Xếp quận 9 30 nha em. Được nha, hai thanh trù. Còn áo đỏ nhũ váy, áo đỏ nhũ váy 149.000. Hết rồi em ơi. Đầm rớt vai màu hồng rồi. Cảm ơn là anh đã đặt hàng nha. Apple không có em, nhà em chưa thị ánh. Xếp quận 9 30 ạ. Apple không có ạ. Đầm body này là 280 nè. Không có nha, ốp lưng này chỉ dành cho dòng iPhone thôi. Có màu này thôi nhá, Ngôi Ngọc Hải. Có mẫu này thôi nha. Giá là 49.000, rất là rẻ. Shop giảm còn 49.000 một ốp này thôi nha, rất rẻ. Năm sơ mi 55kg mặc vừa nha chị Hồng Nguyễn. Ốp lưng Apple không có em ơi, chỉ có dòng iPhone thôi. Body mẫu đang mặc là 280 đó, các bạn nào thích không nè. Nhanh tay đặt hàng đi nào. Body này là 250. Các bạn nào đặt mẫu, mẫu đang mặc không, không thì sẽ qua mẫu khác nha. Nhanh tay đặt hàng đi nào các bạn ơi. 49.000 đó Long Huỳnh, dành cho tất cả các dòng iPhone đều 49.000 nha. Body này 250 nè. Chị cũng nên hỏi chị đúng chuyên áo sơ mi hay là kia thì chỉ dùng còn chỗ nào thôi. Chị không tên ơi, chị trúng hai cái thì chị chỉ được chọn một thôi á. Bởi vì hàng số lượng có hàng nên là sẽ dành cho các bạn khác nè. Một ngọc trai màu đen đây chị. Ship Đà Nẵng 40, iPhone 4S. Có nha Duy Võ. Váy công chúa hả? Tí nữa mẫu sẽ thử nha. Bây giờ thì mẫu sẽ thử cái body này cho các bạn coi này, nãy giờ chưa có. Body này là 280 nha, có hai màu. Đầm công chúa màu đỏ hả? Tí nữa mẫu sẽ thử nha. Đầm vàng em đang mặc, bộ mình đang mặc không có màu vàng, chỉ có màu đen và màu đỏ thôi. Đây ốp nè bạn Long Huỳnh ơi, váy hở vai nhiều lắm nha Vi Nhung, em theo dõi livestream này đi nào. Ship ra Hà Nội 40 đó bạn ơi. Cỏ dài ơi, em đặt tấm trắng thì em để lại comment theo cú pháp là số điện thoại cộng với tấm trắng đi nào. Rồi, không tên lấy zoom đỏ nè, cảm ơn không tên nha. Ship ra Hà Nội 40 đó các bạn. Cảm ơn áo cưới Tiến Thảo đã đặt tấm đã đặt ốp lưng nha, tí nữa nhân viên sẽ liên hệ cho các bạn. Để lại số điện thoại gọi hay sao? Long Huỳnh ơi, bạn để lại số điện thoại cộng với ốp lưng thì tí nữa nhân viên sẽ gọi cho bạn đó. Linh Nhi ơi, em đặt tấm trắng em để lại số điện thoại cho shop đi nào. À, áo sơ mi không tên đã lấy zoom đỏ rồi thì áo sơ mi 99.000 còn hàng nha, các bạn cứ share đi nào và comment đi nha. Gia đình nhỏ ơi, bạn đặt bịch tấm trắng với ốp iPhone 7 bằng để lại số điện thoại cho shop nha. Cảm ơn các bạn đã đặt tấm trắng nè. Không, chỉ shop ốp này chỉ dành cho iPhone thôi. Cảm ơn cỏ dại đã đặt tấm trắng nha. Body này 250 nè. Cảm ơn Long Huỳnh. Đầm 2 dây 250. Nguyên Phương ơi, bạn đã share chưa nè? Bạn đã share rồi thì bạn theo dõi đi, tí mình sẽ chọn đó. Body cúp ngọc hoa 250 nè. Cảm ơn Ngô Ngọc Hải nha, tí nữa nhân viên sẽ liên hệ cho bạn. Đây body này các bạn nào thích không, có hai màu luôn nha, giá là 280. Có hai màu luôn nè. Mặc cái này cực kỳ sang luôn nhé các bạn. Mặc cái này rất là sang, giá là 280 thôi, ở trong nó có mút ngực nha. Đây là body cúp ngực rớt vai. Đầm nơ màu hồng chéo dây à, tí nữa mẫu sẽ thử cho em coi. Body đây là cúp ngực, ở trong nó có mút ngực. Giá là 280 rất là đẹp luôn.
mặt sau lắm. Body đỏ. Hoài Phạm ơi, chị đặt hàng thì chị để lại comment theo cú pháp là số điện thoại cộng với tên sản phẩm nha. Các bạn nào muốn đặt cái này thì các bạn comment là số điện thoại cộng với body đỏ, cúp ngực rất vai. Có hai màu cho các bạn chọn nha. Tấm trắng 99.000 đó đi Vân ơi, còn 6 bịch cuối cùng tại shop. Hết hàng tấm trắng thì hết luôn, không có rạc về lại nữa nha. Còn 6 bịch cuối cùng tại shop nè, có hai loại là trà xanh và nha đam. Giá 99.000 chỉ duy nhất ngày hôm nay thôi. Ngày mai thì vẫn quay, nếu mà ngày mai còn hàng thì vẫn quay lại giá 119 nha. Chỉ nhớ ngày hôm nay là giá 99.000 thôi nên các bạn nhanh tay đặt hàng đi nào, còn 6 bịch cuối cùng tại shop. Váy đen công chúa đây em ơi. Váy đen công chúa nha, 350. Đúng rồi Long Huỳnh ơi. Tí nữa sẽ có nhân viên gọi điện cho bạn để chốt hàng đó. Có bạn nào đặt mẫu này không? Nhanh tay comment đặt hàng đi nào. Comment là số điện thoại cộng với body cấp ngực rớt vai nha. Nhớ ghi rõ màu nè. Nhanh tay lên nha, mình sẽ qua mẫu khác đây. Cảm ơn gia đình nhỏ nha. Váy hai dây này 250. Váy này 250 nha. Váy đen chị mới cầm cho chị. À công chúa đen hả? Công chúa đen 350 đó các bạn. Bộ này 200, 260 nè. Còn 6 bịch tắm trắng cuối cùng nha. Váy có nơ màu hồng thì rồi còn 5 bịch tấm trắng cuối cùng. Váy đen công chúa thì có màu hồng và màu đỏ nữa đó bạn. Cảm ơn Hà Thanh Chủ nha. Váy đen công chúa 55kg mặc vừa đó chị. Các bạn ơi nhanh tay đặt hàng đi nào. Hàng bán rất là chạy luôn á, nên hết hàng sẽ rất tiếc nha. Cúp ngực nè, cúp ngực có màu đỏ nữa. Cúp ngực chân châu này có màu đỏ nữa nha. Tấm trắng còn 2 bịch cuối cùng. Rồi Mai Hoàng đặt là hết hàng luôn nè, hết hàng tấm trắng rồi nha. Hết hàng tấm trắng rồi nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều đã ủng hộ cho shop nè. Các bạn ơi, áo sơ mi 99.000 còn nha. Tại vì chị Phong Tên đã chọn zoom đỏ nên áo sơ mi 99.000 còn. Các bạn muốn mua áo sơ mi 99.000 thì các bạn hãy comment là số điện thoại cộng với sơ mi. Điều kiện là các bạn phải share nha. Váy đen công chúa có nha bạn. Đây. Váy đen công chúa 350 đó. Cúp ngực đỏ. Xong. Đèn đầm công chúa này là 350 đó. Đẹp lắm nha. Còn này thì có màu hồng nữa, giá là 250. Có hai màu hồng và màu đỏ rất đẹp luôn nè. Nhanh tay đặt hàng đi nào, hàng về rất nhiều nhưng mà cũng bán rất là nhanh chạy nha, nên hàng áo sơ mi mẫu đang thử đó chị Trang mua ơi. Áo sơ mi 99.000 đang có đó, đang thử nha. Các bạn muốn mua được cái áo sơ mi giá 99.000 thì các bạn phải share ngay từ bây giờ, bởi vì shop đang chọn đó. Shop đang chọn những bạn đang share nha và comment. À các bạn comment đi nào, các bạn comment số điện thoại cộng với áo sơ mi 99.000 thì sẽ được nè. Đầm xòe này 250. Bộ mình đang mặc thì có 3 màu luôn, màu xanh, màu đỏ và màu đen. Áo nơ dây hả? Mẫu đang. Rồi tí nữa mẫu sẽ thử cho các bạn coi nha. Đây áo sơ mi 99.000 nè, giảm 50% rồi á. Cái màu đỏ là 250 yếm móm ơi, màu đỏ này 250 nha. Giống mình, bộ mình đang mặc là 250. Váy công chúa có đỏ nữa chị Hà Thanh Chù ơi. Áo sơ mi 99.000 nè, các bạn nào thích không? Áo sơ mi 99.000 nè. Bạn thích thì nhanh tay share đi nào. Share thì quay lại theo dõi livestream này nha, mình sẽ công bố liền. Váy đen công chúa rồi, tí nữa mình sẽ thử cho các bạn coi. Áo sơ mi 99.000 nè. Rồi Hồng Nguyễn, rồi chúc mừng chị Hồng Nguyễn nha. Chị Hồng Nguyễn là người được shop chọn nè. Chị Hồng Nguyễn ơi, chị chụp màn hình lại đi nào. Chụp màn hình lại rồi inbox cho shop nha. Hồng Nguyễn là người tiếp theo được shop chọn để mua áo sơ mi này với giá 99.000. Chị hãy chụp màn hình lại rồi inbox cho shop để nhận hàng đi chị ơi. Hồng Nguyễn ơi, chị có thấy thì chị hãy ok một tiếng đi nào để xác nhận nha. Sơ mi này 99.000 nè, chúc mừng Hồng Nguyễn nha. Ship Vĩnh Xuân 40 ạ. Rồi xong, áo sơ mi này đã có chủ rồi nha, chúc mừng chị Hồng Nguyễn nhiều.
áo sơ mi này đã có chủ rồi nha. Mét 5-47kg mặc vừa nha Tôn Tôn. Ờ, áo sơ mi này có chủ rồi nè. Chúc mừng chị Hồng Nguyễn nhiều nha. Có thêm một mẫu sơ mi nữa bán với giá 99.000, các bạn nào thích không nhanh tay xe đi nào, các bạn phải xe mới được tham gia nha. Mẫu đang thử cái bộ sơ mi khác nè, mẫu đang thử sơ mi khác giá 99.000, các bạn nào thích thì nhanh tay xe và quay lại theo dõi nha. Cũng đừng quên là comment số điện thoại cộng với sơ mi như chị Hồng Nguyễn đã được nhận. Cảm ơn mọi người nhiều. Rồi, ok các bạn đã xem rồi thì quay lại theo dõi đi nào. Đằng nơ dây này là giá 250 á. Các bạn ơi, các bạn đừng thoát ra nha, mình sắp công bố rồi. Các bạn đừng thoát ra nha, thoát ra mà mình trúng rồi thì rất là tiếc luôn. Mình sắp công bố rồi, tấm trắng hết hàng rồi, chịu Xuân Tú ơi. Váy công chúa màu đen đây, tí nữa mình sẽ thử cho các bạn coi. Đây, 350 nha. Có thích không? Các bạn ơi, các bạn còn có thích dùng tấm trắng không? Để shop nhập về thêm cho các bạn nha. Các bạn có thích không nè? Bởi vì hết hàng rồi. Các bạn có thích tấm trắng thì shop sẽ nhập về thêm cho các bạn nha. Các bạn cầm, nếu mà các bạn thích tấm trắng nữa thì các bạn comment đi nào. Comment thích để shop nhập về thêm cho các bạn nha. Bởi vì hết hàng tại shop rồi. Áo sơ mi váy đen. Bây giờ mẫu đang thử nè. Đây, sơ mi này 99.000. Các bạn nào thích không nào? Các bạn thích thì nhanh tay xe đi nhé. Các bạn nào xe mới được mua áo sơ mi này với giá 99.000. Đừng quên comment số điện thoại cộng với sơ mi nha. Ai đây? Ai sẽ là người tiếp theo được mua áo sơ mi này với giá 99.000 đây? Các bạn nào thích thì nhanh tay comment số điện thoại cộng với sơ mi đi nào. Đừng quên xe nha. Áo sơ mi này 99.000, hồi nãy đã có một chị được trúng rồi nha. Bây giờ sẽ chọn thêm một người nữa nè. Mẫu này là mẫu khác nha. Mẫu này có thêm cái nơ nè, rất là dễ thương. Mẫu này có thêm cái nơ rất là dễ thương nha. Rồi, Nguyễn Nga đã trúng rồi nè. Chúc mừng Nguyễn Nga. Nguyễn Nga nhanh tay chụp lại màn hình cho shop và inbox cho shop nha. Nguyễn Nga ơi, chị hãy nhanh tay chụp lại màn hình cho shop đi nào. Chúc mừng Nguyễn Nga là người đã sở hữu cái áo sơ mi này với giá 99.000 nha. Chúc mừng Nguyễn Nga. Sơ mi này 99.000 đã có chủ rồi. Nguyễn Nga ơi, chị hãy ok một tiếng để xác nhận đi nào. Chị hãy chụp màn hình lại đi. Inbox cho shop nha. Rồi, Nguyễn, áo sơ mi 99.000 này đã có chủ rồi các bạn ơi. Chúc mừng hai bạn chủ của hai cái áo sơ mi nha. Nguyễn Nga ơi, chị hãy xác nhận một tiếng đi. Nếu không thì mình sẽ chọn bạn khác nha. Rồi, ok rồi. Rồi, chúc mừng Nguyễn Nga. Ship Bắc Ninh 40 đó Tôm Tôm ơi. Ship Bắc Ninh 40. À, với công chúa đen này là 250 á. Cái xanh hạt châu gì mặc là 250 đó Ngọc Hương, có hai màu luôn nè. Áo sơ mi hết rồi, áo sơ mi hai cái đã có chủ rồi nha. Lụa, cái này là vải lụa hạt chân châu, các bạn thích cái này thì các bạn comment là số điện thoại cộng với body cổ chân châu, giá là 250. Tấm trắng hết hàng rồi thì Linh ơi, các bạn nào muốn tấm trắng thì các bạn hãy comment thích để cho shop nhập hàng mới về cho các bạn nha. Tấm trắng thì hết hàng tại shop luôn rồi. Công chúa là giá 350 nha, Tống Thúy Hằng không có giá 250 ạ. Mẫu 50% nãy đã mẫu đã thử rồi đó các bạn ơi, đã có 7 bạn trúng rồi nha. Sơ mi vừa rồi cũng là giảm 50% đó. Sơ mi hai cái vừa rồi 99.000 cũng là giảm 50% rồi đó nha. Đã có 7 bạn trúng đồ 50% rồi. Body mình mặc của chân châu là có có 3 màu luôn nè, xanh, đỏ và đen. Giá là 250, rất là đẹp. Rồi, 5 phút nữa, đặt này, đặt đi. Các bạn ơi, 5 phút nữa shop ớt rồi. Các bạn nào mà muốn đặt mua bên shop nữa thì các bạn cứ đặt như ta đặt đi nha. 5 phút nữa shop ớt đó.
Các bạn ơi, ngoài ra các bạn đừng quên là các bạn hãy đặt thông báo nha. Bật thông báo đi rồi chiều nay shop sẽ like tiếp và share cho các bạn xem nữa. Đây nè, chị Thùy Mơ ơi. Đây là đầm cúc ngực đỏ ha, đầm cúc ngực đỏ này là chị. Đây nè, đầm cúc ngõ Trân Châu luôn nha. Bên em có nhiều đầm cúc ngực đỏ lắm chị ơi. Chị muốn đặt bộ nào thì chị nói em biết đi, em đưa lên chị xem nè. Đây nè, này là Trân Châu này nè. Thúy Trung ơi, phí xin bắt gà là 40k đó. Đây nè, có luôn, có màu đỏ luôn nha, màu đen rất là hot luôn, giá chỉ 350k thôi, đầm công chúa là 350k. Ren Thảo Hiển ơi, đây hoa thiêu ở trên đây rất là êm nha, hoa thiêu thì chất lượng khỏi chơi, mai ở phần trên đây luôn nha các bạn, không có đồ bộ. Linh Mai ơi, cúp ngực này hả? Cúp ngực này là cúp ngực dây chuyền nè, chỉ 250k thôi. Đây, chỉ 250k thôi, rất là êm luôn. Có cúp ngực có độ co giãn luôn rồi nha, có độ co giãn luôn. Mấy nơ hồng cái gì? Để bộ xíu nha. Đây nè, bộ đầm body turo nè, rất là êm luôn. Ở phía trên là kim sa nha. Sơ mi tạm hết rồi, Bim Bim ơi. Bộ này là 280k nha. Rất là êm luôn, body nè, turo hàng hot luôn. Các anh chị nào mà đi chơi, đi tiệc gì, đi bar đó thì hãy nhanh tay sở hữu em này nha. Chỉ cần đặt theo cú pháp là để số điện thoại cộng với là đầm body turo thì bên shop sẽ có nhân viên hỗ trợ luôn. Chị Thúy Ngô ơi, ship Vũng Tàu là 40k đó chị. Công chúa là màu hồng hả? Công chúa màu hồng có luôn chị ơi. Để một xíu nữa em đem cho chị xem nha. Hiện tại bây giờ em không có cầm đó. Đầm công chúa đang mặc. Không Ngọc Ly ơi, chị nhỏ xíu ơi, chị đặt đầm công chúa màu nào ạ? Chị đặt đầm công chúa thì chị để lại số điện thoại cộng với đầm công chúa cổ yếm màu gì thì cho nói cho em biết nha. Đây nè, bộ đồ của người mẫu mặc chỉ 280k thôi, rất là êm luôn, kim sa ở phía trên, lấp lánh. Anh chị nào muốn đặt mua thì để lại số điện thoại cộng với là đầm body turo đi, bên em sẽ gọi lại và tư vấn cho các anh các chị luôn nha. Còn không là bây giờ em sẽ đổi qua bộ khác đó, đổi qua bộ mà người mẫu mặc nha. Shop ở quận 7 Nguyễn Hồng ơi. Bây giờ ai muốn đặt mua thì để lại số điện thoại cộng với tên mặt hàng đi. Bây giờ em sẽ cho người mẫu mặc bộ khác nha. Trân Châu lúc nãy. Bộ Trân Châu hả? Bộ Trân Châu là body. Body đi nè. Bây giờ em sẽ cho người mẫu thay bộ đen đi, bộ đen mà nãy giờ chưa con người mẫu chưa mặc nè. Còn một bộ duy nhất nữa thôi nha. Không được Ngọc Ly ơi, vì đây là giá niêm yết của công ty rồi. Các anh các chị ơi, một xíu nữa em ốp rồi, chỉ 5 phút nữa thôi em sẽ ốp rồi, chiều sẽ like tiếp nha. Đợi một xíu đi chị Hiền Mai ơi, 3 giờ thì bên em sẽ like đó. Ok chị nhỏ xíu để lại số điện thoại cộng với đầm công chúa màu đen nè. Các anh các chị ơi, nhớ là để bật thông báo nha, chiều nay 3 giờ em like nó đó. Hôm nay hàng sale rất là nhiều luôn, chiều nay lại sale tiếp nha. Đầm cúp ngực màu đỏ đây, màu đỏ đây nè, đây 250k nha. Đây bộ body lụa có Trân Châu 250k thôi, bên em còn có màu đỏ và màu xanh dương nữa nha. Nè, ai đặt thì hãy nhanh tay để lại số điện thoại cộng với tên mặt hàng đi, một xíu nữa em ốp rồi đó. Chị Thị Linh ơi, chị đặt mẫu nào vậy chị? Chị để lại số điện thoại cộng với tên mặt hàng giúp em ạ. Nơ hồng chéo dây hả?
này phải không chị? Này phải không? Đây nè, 250 thôi. Còn ai đặt nữa không? Ai đặt thì để lại số điện thoại cộng với tên mặt hàng đi. Em up liền vào đó. Mọi người ơi, mọi người bật thông báo nha. Bật thông báo đi, 3 giờ chiều nay tụi em like nữa đó. Hàng sale cực khủng luôn nha. Bây giờ em sẽ up đây. Bye bye mọi người, hẹn gặp lại mọi người.